Hello, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2023, ngày thứ sáu. Hôm nay ngày 31 đang chỉnh sửa cái gì. Hôm nay cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official thay đổi chút xíu, thử thôi nha, nếu mà được thì mình làm tới luôn. Còn được thì mình trở lại kiểu cũ là lên ai hỏi gì nói đó. Còn giờ Kiệt nghĩ ra cái ý kiến là mỗi một lần lên nói chuyện đó là mỗi một cái đề tài mình tập trung vô đề tài đó thôi. Cho nên bà con thông cảm. Cái đề tài bữa nay là đề tài nạn đói. Đói với bệnh tật thì còn bữa nào tâm linh thì tâm linh, còn bữa nào UFO thì UFO, bữa nào về di mạch thì di mạch, bữa nào về thời sự là mình thời sự, bữa nào về địa ngục thì mình địa ngục, cõi trời thì cõi trời, cõi người cõi người. Nghĩa là mỗi ngày mỗi một lần á, Kiệt lên nói á, mình tập trung một thứ vậy á, thì nó thì cực kỳ một chút, nhưng mà Kiệt bắt đầu thử em thích hơn quá không, tại vì mình nói những thứ cũng dễ nói hơn là nói nhiều thứ. Quý vị có đồng ý không? Không biết âm thanh có nghe không gì ta, âm thanh có nghe không, âm thanh có ok không? Thanh nghe good, ok. Thì hôm nay mình nói chuyện nạn đói của thế giới. Tại sao hôm nay mình lại nói chuyện buồn như vậy? Là vì Kiệt có cái lệnh phải truyền tin cho quý vị, đúng không? Kênh này chủ yếu gốc cũng vẫn là truyền tin của cha. Thì sắp sửa có chiến tranh thì sẽ có đói kém, có khắp mọi nơi. Khi chiến tranh bùng phát khắp mọi nơi thì sẽ có đói vậy. Không phải chỉ riêng nước Việt bị đói mà là nước Tàu và những nước ở Trung Đông nữa. Cho nên giờ mình nói chuyện đói. Chuyện gì? Chuyện gì? Thì mình theo cái đề tài này nè. Quý vị có biết á, mỗi một cái đồng hồ nó nhúc nhích á, tức là một một second á, một giây á, là có một người chết đói ở trên thế giới. Hiện giờ trên thế giới á, mỗi một khoảng gần 1 tỷ người chết đói, mà trong khi mình có 8 tỷ người thì số rất là lớn người chết đói á. 15% dân số của thế giới, còn người mà phung phí đồ ăn đó là chiếm hết 35%. Tức nghĩa là cái người mà phung phí đồ ăn đó nhiều hơn là cái người bị chết đói.
Đó thì thống kê là như vậy. Để từ từ việc cho cái gì coi cái thống kê. Số điện thoại mà gọi vô chuyện đó là số này nè, 408-833-5399. Đó là số điện thoại gọi vô, 408-833-5399. Những cái gì xảy ra của thế gian mà nó ảnh hưởng đến thời tận thế thì nó rất là nhiều thứ liên quan với nhau. Năm thứ: bệnh tật, chiến tranh, đói rách. Thì hôm nay mình nói về đói thôi, để cho mình dễ tập trung vô đề tài đó. Nước Việt năm 1945 có 2 triệu người chết đói. Đến năm sau khi mà đất nước thống nhất 75 thì cũng có chết đói. Thì ai ở vào cái thời tuổi của Kiệt cái điều phải nhớ, ngày xưa Kiệt cũng phải đi sắp hàng đi mua gạo ăn bo bo đó, thời 75 78. Ở bên Nga, bên Ukraine năm 1960 có 3 triệu người chết đói. Mà ra còn phải bán thịt người ở ngoài đường nữa đó, bán mấy bắt mấy cóc mấy đứa nít bán ăn nữa. Ở Bengal năm 1770 có 10 triệu người chết đói. Còn ở bên Tàu ở China năm 1920 thời Mao Trạch Đông có 55 triệu người chết đói. Người ta ước tính trong đến năm khoảng 25 thế giới sẽ có khoảng 2 tỷ người chết đói. Là hiện bây giờ là quý vị thấy chưa có chiến tranh nha, chỉ có mới có Ukraine với Nga thôi, là mình đã thấy Nga cũng có, Ukraine cũng đang chết đói, bên Nga giờ cũng sặc sừ á. Huống hồ chi tất cả mọi nơi cùng xảy ra chiến tranh cùng một lượt thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nước Việt? Thì hôm nay một lần Kiệt nói về cái chuyện này nữa, thì Kiệt đã lên mạng cách đây một năm, nửa năm trước, thì cũng mong mọi người chuẩn bị đồ ăn rồi đó. Thì hôm nay mình nói thêm nữa để cho mọi người có cái nhìn cao, nhìn xa hơn để mà lo chuẩn bị đồ ăn, chứ không phải là mình nói để mà hù mấy vị nghe. Hình như Việt Nam giờ cũng đang có người chết đói la rai mà tự mình không biết. Đó là vì khi mà một cái biến động trên thế giới của một cường quốc, của một sự vụ tai nạn máy bay hay là tàu hàng rồi mà không có ra chở vô nước Việt kịp á, trong vòng mấy ngày mình có thể chết rất là nhiều người. Thì trong lịch sử nước Việt đã 2 lần, một lần 1945 và năm 75-78, để Kiệt đọc lịch sử nước Việt nha. Thế chiến thứ hai tuy chính thức mở màn từ tháng 9 năm 1939 giữa hai phe trục Đức Ý và đồng minh Anh Pháp Hà Lan, nhưng với ngày 10 tháng 5 năm 1940, Hitler mới khai hỏa cuộc chiến tại Âu Châu. Ngày 14 tháng 6 năm 1940, chính phủ Pháp của nội các Renault di tản chiến thuật xuống tận Border, rồi tan vỡ. Kinh đô Paris bị bỏ ngỏ, quân phát xít Đức vào tiếp thu. Và ngày 17 tháng 6 năm 1940, tướng Pétain lãnh đạo lâm thời nước, lúc đó ký ức bắt đầu hàng Đức. Biến cố trên đã là một bước ngoặt quan trọng nhất trong dòng lịch sử cận đại của Việt Nam. Vì đó, nó đã mở đường để cho quân phiệt Nhật vào Đông Dương năm 1940 và năm 1945, gây nên thảm kịch 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu năm 1945.
Cộng sản Đệ Tam Quốc tế do Hồ Chí Minh đứng đầu đã núp trong mặt trận Việt Minh, lợi dụng nạn đói trên cùng những biến chuyển lịch sử trong thế giới hai làm sụp đổ chính phủ Trần Trọng Kim và cướp được chính quyền lúc đó. Đang bị bỏ ngỏ trong những bí ẩn của lịch sử chưa được khai quật trong nắm mộ thời gian, nên chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi thấy Việt Cộng từ đó đến nay vẫn tỉnh bơ trước biến cố dân chết đói năm Ất Dậu 1945. Đã thế, các sử gia đỏ còn to mồm một mực chỉ đổ thừa cho Pháp Nhật là nguyên nhân gây nên thảm kịch, nhưng giấy làm sao gói được lửa và thúng cũng chẳng úp dấu được vòi bao lâu. Nên ngày nay chẳng những người Việt mà cả thế giới đều biết chính bọn Cộng sản quốc tế trong mặt trận Việt Minh lúc đó cũng là những đồng phạm giấu mặt, cũng cùng với Pháp Nhật gây nên thảm án thiên cổ kinh hoàng nhất trong dòng lịch sử của Hồng Lạc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam sụp đổ hoàn toàn vì thù trong giặc ngoài, khiến cho cả nước phải sống trong những dũng bồn ô uế của xã Nghĩa Thiên Đàng. Từ đó đến nay, cũng từ đó thảm kịch đói cơm ăn áo mặc và không khí tự do thở hít đã thường được làm cho người dân miền Nam trơ xương mắt trắng, khi bỏ buốt buộc chấp nhận cái ưu việt của nền kinh tế quốc dân, lấy hộ khẩu và sổ tem phiếu làm cơ bản và đảng mang từ Hà Nội vào, nói là để thay thế kinh tế tư bản của Việt Nam Cộng Hòa chỉ có móc bóc lột xấu xa và phồn vinh giả tạo, vì lệ thuộc vào Mỹ Nhật, cũng vì quá sợ sự giàu mạnh bình đẳng và tự chủ của chủ nghĩa cộng sản, nên người Việt cả nước trong số này có rất nhiều thành phần từ đâm sau lưng người lính trận miền Nam đã cùng cây cột đèn liều chết vượt biển vượt biên đi tìm tự do trong cái chết, phong trào bỏ quê làng đất mẹ ra đi, trốn tránh sự kèm kẹp mang rợ của tờ báo này viết hơi nặng nói. Có một không ai trong lịch sử nhân loại và Hồng Lạc đã đánh thức lương tâm mù lò của thế giới, cũng như một số khoa bản trí thức hợp cho nhiều mà tim móc thì kẹt cạn cạn, nghĩ suy nông cạn. Tuy bộ hồ đồ trước chiến cuộc Đông Dương lần thứ 3 năm 1945-1975 do Đệ Tam Quốc tế Nga Tàu khởi xướng, năm 1945 Nhật Pháp và Việt Minh gây nên thảm nạn 2 triệu người chết đói từ Quảng Trị ra tới miền Bắc Việt Nam. Tháng 4 năm 1975, Cộng sản Đệ Tam Quốc tế Hà Nội lại gây nên cơn hồng thủy Biển Đông mà mở màn những ngày di tản tại Huế, Đà Nẵng vào đầu tháng 4 năm 1975. Khi quân đoàn 1 mất và kéo dài tới nay vẫn chưa chấm dứt nổi oan khiên trầm thống của một dân tộc luôn bị khổ đau, hờn giận và sự bán đứng của bọn cầm quyền mọi thời, cái giá tự do mà người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới ngày nay đã có là đã phải trả cho Việt Cộng bằng vàng tiền nước mắt máu xương bản thân gia đình cùng với những sự hải hùng trên Biển Đông. Khi đối diện với sóng gió và nạn hải tặc tàn bạo dã man Thái Lan năm 1945, những người Việt Nam chết đói chỉ mới có ăn cỏ cây xác động vật, nhưng sau năm 1945 những người Việt tị nạn Việt Nam trên Biển Đông chết đói và phải ăn thịt người thân của mình 30 năm qua rồi, nay vẫn cũng đã đến lúc phải lột trần lịch sử để trả lại sự oan khiên cho triệu triệu hồn ma uổng tử đang sống vất vả trên
vàng nẻo đường, đất nước. Và trong lòng biển xanh mênh mông, tất cả đều do Dự Cộng gây ra từ năm 1930 cho tới bây giờ. Những tội lỗi trong muôn ngàn tội lỗi không bao dung thứ được. Hưng thịnh và tồn vong của một triều đại ngoài việc để cho nhân thế về sau viết nhớ phê phán khen chê, nhưng tội ác đối với dân tộc như chế độ phi nhân Việt Cộng chẳng những bị lịch sử bôi đen và còn mãi mãi nằm trong bia miệng đang nghiến muôn đời. Thằng khùng thì cũng vượt biên, còn thằng ở lại nửa điên nửa khùng. Bác Hồ chết giữa ngày trùng, để toàn dân tộc nửa khùng nửa điên. Tự nhiên có bài thơ ngộ ha. Thằng khùng thì đã vượt biên, khùng vượt biên, còn thằng ở lại nửa điên nửa khùng. Bác Hồ chết giữa ngày trùng, để toàn dân tộc nửa khùng nửa điên. Đó, câu thơ của cái tờ báo, cái này đọc ở một tờ báo rất là lâu rồi. Nạn đói năm 1945 năm Ất Dậu, sau khi Minh Trị Thiên Hoàng canh tân đất nước, Nhật đã trở thành một cường quốc châu Á, đánh bại Mãn Thanh lẫn Nga Hoàng và nuôi mộng làm bá chủ đế quốc Đại Á. Từ đó Nhật bành trướng thế lực quân sự không ngừng thập niên 20-30, Nhật chiếm Cao Ly, Mãn Châu và bán đảo Liêu Đông. Tháng 7 năm 1937, Nhật gây chiến với Trung Hoa và gần như chiếm trọn nước Tàu, đuổi Tưởng Giới Thạch và chính phủ Trung Hoa kháng chiến chạy tới Trùng Khánh và bắt đầu dòm ngó Đông Dương. Tháng 2 năm 1939, Nhật chiếm đảo Hải Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, khiến Pháp phải cử tướng Trọt Control làm toàn quyền Đông Dương để lo phòng thủ và chống đỡ, cùng lúc cường đề cũng từ Đông Kinh về Thượng Hải thành lập Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, trong đó có Nguyễn Hải Thần, Hồ Học Lâm, Trần Trọng Khắc chuẩn bị trở về Việt Nam lật đổ thực dân Pháp. Ngày 19 tháng 6 năm 1940, Bộ Ngoại giao Nhật gửi tối hậu thư đòi toàn quyền Đông Dương phải chấm dứt tiếp tới cho chính phủ kháng chiến Trung Hoa ở Hoa Nam, đồng thời cho quân Nhật vào đóng tại Bắc Việt. Ngày 17 tháng 7 năm 1940, Declare Thai Control làm toàn quyền qua thái độ phách lối, trong lúc để yếu thế tạo thêm cớ để Nhật tiến vào Việt Nam miên Lào, nhất là lúc phe quân phiện của tướng Thojon Haidiki đài nắm quyền. Ngày 1 tháng 8 năm 1940, Nhật công khai thiết lập khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, bao gồm Đông Dương thuộc Pháp và Đông Ấn, Indonesia thuộc Hòa Lan. Tóm lại, chỉ vì quyền lợi và thực dân Pháp đã nuốt mặt ký với Nhật một hiệp ước ngày 30 tháng 8 năm 1940. Theo đó, Nhật cho Pháp làm chủ Đông Dương và ngược lại Pháp hợp tác với Nhật để chia sẻ những quyền lợi trên, đồng thời để quân Nhật đóng tại Bắc Việt, cũng như được di chuyển khắp lãnh thổ Đông Dương. Từ đó, Nhật gia nhập liên minh quân sự với Đức, Ý, đưa quân đoàn diễn chinh Đông Dương, Indonesia, Hakkagan do thiếu tướng Nishimu Takuma làm tư lệnh. Từ đó vào đóng khắp Việt Miên Lào nói chung suốt thời gian 540 năm tháng 9 năm 1945, trên danh nghĩa Nhật vẫn để cho Pháp coi về hành chánh an ninh mà thôi, còn tất cả tự thao túng một mình một chợ, gây nên nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu năm 1945, khiến 2 triệu đồng bào phải chết tức tưởi trong quan khiên khổ nhục. Ngày nay qua các tài liệu lịch sử được giải mật cho thấy nạn đói năm Ất Dậu năm 1945 do nhiều nguyên nhân gây ra, từ Pháp Nhật chiến tranh thiên tai và bàn tay đẫm máu của Việt Minh
Qua dòng lịch sử ta biết dân tộc Việt Nam từ thời lập nước Văn Lang Vua Hùng đầu tiên tới nay do lấy nông nghiệp làm căn bản nên không bao giờ bị chết đói. Nếu như đất nước không bị chiến tranh hay thiên tai bất thường, đói là nguyên nhân gây chiến tranh và làm sụp đổ nhiều triều đại trên thế giới, nhất là nước Tào trong dòng lịch sử thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh vùng đất Bắc và Nam Bố Chánh từ Thanh Nghệ vào tới Thuận Quảng luôn là bãi chiến trường khiến cho dân chúng phải hứng chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, vùng này lại là trung tâm bão tố thiên tai của Việt Nam nên luôn luôn bị mất mùa đói kém từ năm 1774 đến năm 1778 ở Nghệ An mất mùa khiến nhiều người phải chết đói. Trong lúc đó tại Thượng Hóa tình hình vẫn không khá gì hơn vì thiên tai nên không đủ gạo, vả lại dù có gạo nhưng giá và bán quá đắt mỏ một chén tới một quan nên dân chúng chết đói nằm la liệt ngoài đường. Thời nhà Nguyễn 1802 đến 1945 cũng nhiều lần bị đói vì cảnh loạn lạc chiến tranh và nhất là bị thiên tai hạn hán nạn châu chấu phá hại mùa màng, nhưng hầu hết chỉ có tính cách địa phương và được triều đình giải quyết khắc phục được. Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tất cả các lần đói trên dù có căn cứ vào dịch sử hay tài liệu của các nhà truyền giáo Pháp như La Brate thì chỉ là muối đem bỏ biển. Trước mức độ thiệt hại trên 2 triệu người bị chết đói từ Quảng Trị ra miền Bắc vào năm Ất Dậu 1945, năm 1942, nhà văn tiền chiến nổi tiếng Tô Hoài đã viết quê người. Qua tác phẩm này ta đã thấy được sự báo trước tai họa đói kém của miền quê Bắc Việt. Thường cùng sống chung một nghề để rồi cả làng tổng cùng chịu những tai biến như sau khi bị hoạn nạn do hàng ế ẩm mọi người phải nghỉ và đổ xô đi làm thuê, còn đồng lúa thì mất mùa khiến gạo càng thêm kém, rồi thì nạn đói ập đến thật khủng khiếp trong cảnh ngàn ngàn vạn vạn người khắp các nẻo đường đất nước Bắc vào tận Quảng Trị, đồng bào bị thực dân Pháp lẫn quân phiện dịch bóc lột tận xương tủy, khi quy vào đất ruộng mà thu thóc không cần biết có làm ruộng hay không. Bởi vậy cả miền Trung Châu sông Hồng vốn là cái dựa lúa toàn miền cũng phải lâm vào cả cái cảnh không còn gạo để mà nấu túng quẫn. Mọi người phải ăn gia súc, ăn sắn cây cỏ chuột mèo và những gì có thể ăn được. Sau đó cả làng bỏ nhà cùng đi lần ra tỉnh thành để Hà Nội để xin ăn và cùng chết gục dần mòn trên đường hành khách. Đó là một trong những trang dân quốc sử thời Pháp thuộc và lúc chúng sang cai trị cho tới khi bị đánh đuổi nhục nhã phải rời Việt Nam trở về cố quốc. Trong gần trăm năm cưỡng chiếm nước ta, thực dân ngoài việc bóc lột và đàn áp đồng bào mình, chúng còn dùng rượu thuốc phiện bài bạc và văn chương thi phú lãng mạn để ru ngủ đầu độc mọi tầng lớp thanh niên nam nữ trụy lạc dân bản để không còn chống đối giặc thù cướp nước. Theo tài liệu của toàn quyền Đông Dương Decore ghi trong là La Brèche d'Indochine thì chỉ riêng thời gian từ tháng 10 năm 1940 tới tháng 3 năm 1945, thực dân Pháp đã cướp của Việt Nam số bạc lên tới 723 triệu đồng Đông Dương để dâng nạp cho Nhật Bổn đánh đổi chủ quyền về hành chánh an ninh tại Việt Nam miên Lào. Từ năm 1943 năm 1945, tuân theo lệnh Đông Kinh Pháp bắt nông dân phải nộp 3 phần tư hay nhiều hơn số thóc
đã thu hoạch được hay nhiều hơn với số lượng đã gặt tại ruộng. Sự bóc lột tàn nhẫn quá đáng này là nguyên nhân chính để gây ra nạn đói năm Ất Dậu 1945. Trên bờ thanh nghị số 110 ngày 26 tháng 5 năm 1945, Vũ Đình Hòa đã viết bài giá thóc phải nộp cho nhà nước, cho thấy Pháp lẫn Nhật đã tận tuyệt dơ dác bóc lột nông dân Việt Nam lúc đó để lập các kho dự trữ phòng bị chiến tranh khắp cả nước từ Bắc vào Nam. Điều vô lý bất nhân của thảm kịch là Pháp Nhật đã quân phân số lương thu mua thóc với tất cả mọi người trong lúc đó. Theo nguyên tắc chính quyền bảo hộ chỉ nên thu mua gạo lúa của các đại điền chủ có ruộng đất cò bái hẳn cánh gạo thóc núi bồ chờ một năm, trong khi đợi các chủ chành gạo ba tàu chợ lớn tới trở về Sài Gòn và các tỉnh thị đầu cơ tích trữ bán lại cho dân nghèo bằng cái giá cắt cổ theo quy định của bọn thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đang làm trùm tại Đông Dương lúc đó. Theo các nguồn sử liệu còn lưu trữ thì thực dân Pháp lúc đó chỉ cần thu mua lúa gạo từ các điền chủ có số ruộng trên 103 trên 13 mẫu trên 13 mẫu cũng dư sức lập kho dự trữ lúa gạo theo ý chúng là 120.000 tấn mà không cần phải dơ dác thu mua gạo thóc của các tiểu điền chủ. Nông dân nghèo cuối cùng Pháp và Nhật qua mưu đồ chính trị riêng đã công khai đồng lõa với bọn nhà giàu khi miễn trừ đem luật rừng phạt gian thương của luật pháp hiện hành để bắt đại điền chủ bán gạo cho cả nước. Khi cần thiết, một điều quan trọng khác là Pháp Nhật khi thu mua gạo lúc đó đã không theo giá thị trường mà lại áp dụng một thứ giá đặc biệt rất thấp, khiến cho đại đa số đồng bào Việt Nam với 90% sống bằng nghề làm ruộng tức khắc bị thương tổn vì thu hoạch không đủ bù vào tiền vốn cày cấy nên phải dơ dác hết gạo thóc để dành trong mùa sau đem bán lấy tiền trả nợ hoặc sống qua ngày. Về lý thuyết thì giá gạo trên thị trường năm 1943 đối với năm 1940 có tăng từ 10 cho tới 50 đồng, 14 cho tới 50 đồng một tạ. Nhưng trong lúc đó, Nhật giá cũng đã tăng lên đến 300% nên giá thóc phải được ấn định là 30 đồng một tạ, 35 đồng một tạ, còn gạo 75 đồng một tạ mới hợp lý. Theo sinh hoạt giá năm 1945 đã tăng gấp 3 lần năm 1940 cũng liên quan đến bi kịch chết đói năm 1945. Một Pháp Kiều ở Việt Nam đã viết tố cáo sự kiện thực dân Pháp gây nên trận đói năm 1000, trận đói năm Ất Dậu làm chết 2 triệu người từ Quảng Trị ra Bắc chỉ nhằm hai mục đích chính. Như thống sứ Bắc Kỳ lúc đó là Chauvy đã tự nhận bắt dân Việt Nam chết đói để nhận chìm phong trào cả nước đang nổi lên khắp nơi chống sự đô hộ của Giặc Pháp. Lúc đó bản quốc tại Âu Châu cũng đang sống ô nhục dưới gót giày sắt của phát xít Đức gây nạn đói khi cho phép các công ty Pháp Nhật Mississippi Smith độc quyền thu mua bóc lột gạo thóc với giá rẻ mạt khiến cho dân chúng lâm vào đường cùng. Từ đó mới có nhiều người đi làm phu đồn điền cao su và hầm mỏ cho thực dân tại thuộc địa ở đảo gần Úc Châu. Một tác giả Nhật tên Duy Gia trong tác phẩm Chiến tranh châu Á trong tiềm thức của chúng ta đã xác nhận là sự hiện diện của 80.000 quân Thiên Hoàng
và hơn 200.000 Nhật Kiều từ năm 1940-45 đã làm cho đất nước Việt Nam hỗn loạn cùng cực. Khi Nhật lấy Đông Dương làm vị trí then chốt trong việc cung cấp lương thực chẳng những cho quân Nhật đang chiến đấu tại đây mà còn cho cả Châu và Thái Bình Dương. Đây mới chính là nguyên nhân gây chết đói năm 1945 vì muốn duy trì quyền lợi tại Đông Dương. Trong lúc yếu thế, thực dân Pháp qua toàn quyền đi kho bất chấp thủ đoạn và lương tâm con người đã bán đứng dân tộc cũng như đất nước Việt Nam cho quân phiện Nhật qua các hiệp ước bất bình đẳng, chỉ làm tổn hại cho Việt Nam mà lợi cho cả Pháp và Nhật lúc đó. Quan trọng nhất là sự Pháp càng lúc càng xuất cảng sang Nhật thêm nhiều lúa gạo thực phẩm dành nuôi sống người trong nước để thực hiện cái kế hoạch lưu manh trên. Từ tháng 12 năm 1942 thì coi cho thành lập quỹ ban ngũ cốc độc quyền cấp giấy phép cũng như mua bán các loại nhu yếu phẩm này. Ngoài ra Pháp còn ra lệnh cho nông dân cả nước phải dành một số đồng ruộng trồng trọt dải dây gai thầu dầu theo đòi hỏi của Nhật. Sự kiện trên đã làm cho đất đai miền Bắc trung phần vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp hơn, đã khiến cho nông dân bình thường vốn chỉ đủ gạo để mà ăn nếu không bị thiên tai mất mùa, nay bị đói là điều không sao tránh được. Rồi giữa lúc nạn đói đã bắt đầu, dân chúng nông thôn phải ăn độn khoai sắn vì Pháp ra lệnh dân chúng phải bán hết số thóc gạo dự trữ của mình để chúng lập cho quân lương tại Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ từ tháng 3 năm 1944 năm 1945. Song song quân Nhật cũng lập kho dự trữ gạo dành cho quân đoàn 38 trong lúc đó tại Bắc Việt và dùng Thanh Nghệ, tỉnh Bình từ năm 1936 năm 1945. Không năm nào là không có bão tố lục lội khiến cho mùa màng bị hư hại vì ngập nước, làm cho nhiều gia đình quá nghèo không đủ tiền mua gạo, giá chợ đen phải dắt díu nhau ra tỉnh thành xin ăn, dắt díu nhau ra tỉnh thành xin ăn. Ngày rồi chiến tranh cùng lúc càng ác liệt sau khi Hoa Kỳ trực tiếp tham dự vào chiến tranh thứ hai đối đầu với Nhật ở châu Á tại Đông Dương. Từng giờ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay đồng minh không ngớt oanh tạc tấn công các đơn vị Nhật chấn đóng tại Việt Nam, khiến cho mọi phương tiện chuyên chở giao thông từ Nam ra Bắc đều bị bế tắc. Tình trạng khiến cho gạo trong Nam chất đóng như núi tại bến cảng nhà kho, trong khi ngoài Bắc không có một hộp, làm cho nhiều người lâm cảnh đói. Ngoài rất hay gì tận dụng số phương tiện còn lại thật ít ỏi để chở gạo ra Bắc cứu dân đó, nhưng Pháp và Nhật cũng cùng chiếm lĩnh các phương tiện này. Trong lúc đó xe lửa chở chuyển quân đội quân trang dụng mà thôi. Chính phủ Trần Trọng Kim cứu đói và Việt Minh lợi dụng nạn đói để cướp chính quyền. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân phiện Nhật chính thức xóa sổ. Chính thức xóa sổ sự cầm quyền của thực dân Pháp tại bán đảo Đông Dương, kéo dài hơn 80 năm thống trị và đô hộ các quốc gia Việt Miên Lào. Biến cố lịch sử trọng đại này lại ngẫu nhiên trùng hợp với nạn đói năm Ất Dậu năm 1945 tại miền Bắc Bắc Trung Kỳ, càng tô thêm sự bi thảm của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ cận sử. Nhưng đây cũng chính là thời cơ để cho mặt trận Việt Minh, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh cầm đầu từ năm 1941, lợi dụng tình trạng đói kém của đồng bào để mà tuyên truyền lôi kéo mọi người vào Đảng.
đồng bào hãy dùng dậy quyết tâm theo Bác Hồ, nông dân sẽ có đất, người nghèo sẽ có ăn, gạo lúa sẽ đầy sân. Đã đảo địa chủ, đã đảo cường hào ác bá. Nương theo thời cơ và sự giúp đỡ của Mỹ, do nhu cầu tình báo lúc đó, Diễn Minh đã trương bản hiệu chống phát xít Nhật và thực dân Pháp theo các tài liệu mật được giải mã, thì chính sự giúp đỡ của đại sứ Ojemide Pitti, một nhân viên OSS tiền thân của CIA, qua vũ khí, đạn dược, thuốc men cũng như sự công nhận của Mỹ, làm cho Việt Minh chẳng những không bị Nhật tiêu diệt mà còn có cơ hội cướp được chính quyền vào mùa thu tháng 8 năm 1945. Trong lúc cả Hoa Kỳ lẫn Pháp đều biết Hồ Chí Minh là một điệp viên ngoại hạng đệ tam cộng sản quốc tế, làm việc cho Điện Cẩm Linh, Liên Xô và Trung Cộng. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật lật đổ thực dân Pháp, thì phong trào quốc gia ngày một sôi động và dâng cao khắp nước, khiến cho người Nhật lúc đó phải ủng hộ vai trò cầm quyền của vua Bảo Đại. Để đối kháng với mặt trận Việt Minh, được người Mỹ giúp đỡ trong vai trò chống Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế tuyên cáo nước Việt độc lập, dù chỉ liên quan tới Bắc Kỳ và Trung Kỳ, đồng thời với sự ra đời của chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 tháng 4 năm 1945, ngày 25 tháng 8 năm 1945. Tuy chính phủ này chỉ hiện diện trên chính trường Việt Nam một thời gian ngắn ngủi, mà trong quá khứ đã không ngớt bị Cộng sản xuyên tạc, bôi bác là cải cách giấy. Nhưng nay qua sự soi sáng của lịch sử, ta mới biết được Thủ tướng Kim và nội các chính phủ đã làm được rất nhiều chuyện có lợi ích cho quốc dân Việt Nam, đồng thời đã phản ánh được quan điểm chung của tầng lớp thương lưu trí thức. Đương thời ngày 4 tháng 5 năm 1945, chính phủ quyết định lấy lại quốc hiệu Việt Nam để chỉ sự dạng toàn lãnh thổ ba miền Bắc Trung Nam như năm 801 khi vua Gia Long thống nhất được đất nước Việt. Làm ý nghĩa này tức khắc được quốc dân cũng như cả thế giới chấp nhận. Cũng từ đó nhân loại dùng danh từ Vietnamese để chỉ người Việt Nam, là loại bỏ các danh xưng của Pháp. Trước tháng 3 năm 1945, với cái ác ý phân chia đất nước chúng ta thành ba miền riêng biệt để cai trị, ngày 2 tháng 6 năm 1945, chính phủ đã chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ theo hình Wally làm quốc kỳ mới của quốc gia Việt Nam, đồng thời vào ngày 30 tháng 6 năm 1945 lại chọn đăng đàn cung làm quốc thiều giữa lúc đất nước hỗn loạn vì chiến tranh cộng thêm nạn đói hoành hành, và trên hết là sự chống phá của phe nhóm thực dân Pháp theo De Gaulle và Việt Minh được Mỹ yểm trợ, trong khi chính phủ Trần Trọng Kim không có quân đội và phương tiện để thực thi những quốc sách. Tuy nhiên, nhờ uy tín của tài năng từ vị thủ tướng cũng như nhiều bộ trưởng trong nội các, nên vào tháng 7 năm 1945, Nhật trên nguyên tắc đồng ý trao trả Việt Nam lại, trao trả Nam Việt lại Việt Nam. Đối với nạn đói năm 1000 năm mất dỗ năm 1945, tuy phương tiện và nhân lực rất hạn chế, chính phủ Kim cũng đã dồn hết nỗ lực để cứu giúp đồng bào trong cơn hoạn nạn. Một mặt, ông yêu cầu Nhật bỏ lệ thu mua gạo tại miền Trung, đồng thời miền Bắc chỉ thu mua gạo cho ai có trên 3 mẫu ruộng. Bộ trưởng tiếp tế là Nguyễn Hữu Thí cũng được cử vào Sài Gòn lo việc chuyên chở gạo miền Nam ra Bắc cứu đói bằng các chuyến thuyền buồm và ghe bầu
Ngoài ra còn cho phép các tư nhân được tự do toàn quyền mua bán gạo, nhưng nghiêm trị những gian thương đầu cơ tích trữ lúa gạo bằng hình luật tử hình và tịch thu tài sản. Chính phủ cũng cho tập trung tất cả những nạn nhân vụ đói còn sót lại cũng như thành phần vô gia cư vào các trung tâm cứu trợ đặc biệt để chăm sóc họ. Báo chí trong nước đều tham gia kêu gọi cứu trợ. Nhờ vậy, cuối tháng 3 năm 1945, miền Bắc đã thành lập được Tổng hội Cứu tế do Nguyễn Nhân Tố cầm đầu. Và tới cuối tháng 5 năm 1945 đã quyên góp được 7.783.403 đồng tiền Đông Dương ở Nam Kỳ qua lời kêu gọi của chính phủ Kim. Chỉ trong tháng 5 năm 1945 đã quyên góp được 1.677.886 đồng cùng 1.592 tạ gạo mà tiền mua và chuyên chở ra Bắc, tốn hết 481.403 đồng. Tuy hầu hết các ghe bầu chạy buồm bị Nhật chưng dụng và hải cảng Hải Phòng bị Hoa Kỳ phong tỏa và oanh tạc, nhưng cuối cùng việc chuyển gạo từ Nam ra Bắc cứu đói của chính phủ Trần Trọng Kim cũng đạt được hiệu quả, giảm bớt phần nào thảm trạng đau khổ nạn của nạn nhân, đồng thời tạo cơ hội cho đồng bào cả nước, nhất là giới trẻ và trí thức đoàn kết nhau trong các sinh hoạt xã hội. Nhưng hỡi ơi, lòng tham của con người thật là tàn nhẫn. Trong lúc chính phủ manh ruột xẻ gan để cứu trợ hơn 2 triệu người bị chết đói, bỏ xác phơi thây khắp các nẻo đường, thì Việt Minh bằng mọi cách phá hoại các công tác nhân đạo cứu trợ đồng bào. Một mặt thì cho du kích chặn đường cướp gạo cứu tế từ trong Nam ra, nơi đường biển lẫn đường bộ, nhưng quan trọng nhất là Việt Minh không ngớt xúi giục đồng bào đánh phá cướp giật các kho dựa gạo của chính phủ dành tiếp tế cứu đói. Ngoài ra, Việt Minh còn cho người ám sát hay tuyên truyền bôi nhọ những nhân vật cầm đầu từ hội từ thiện, nhưng tàn ác vô nhân đạo nhất vẫn là cung cấp tin tình báo cho Hoa Kỳ về ngày giờ các chuyến xe lửa hay ghe bầu chở gạo trong Nam ra Bắc cứu đói. Nhờ vậy, người Mỹ đã đạt được chiến thắng vinh quang khi oanh tạc trúng phốc những chuyến tàu thuyền chở gạo cứu đói, làm cho miền Bắc phải lâm vào thảm kịch chết đói 5.000 năm Ất Dậu. Có một không hai trong lịch sử. Tóm lại, nhờ sự tận tâm vô bờ bến của chính phủ, đồng thời do trời Phật thương xót nên trong vụ lúa tháng 5 năm 1945, miền Bắc được mùa nên đã giải quyết phần nào nạn đói và chấm dứt hẳn khi các tàu chở gạo trong Nam cấp được đến các bến trên đất Bắc. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, chính quyền Nhật tại Đông Dương coi như bị sụp đổ khi Mỹ dội hai trái bom nguyên tử trên đất Nhật, kéo theo sự tan dở của người quốc gia. Trong lúc đó, Việt Minh từ bưng tiến về, thành qua sự yểm trợ hùng hậu của người Mỹ nên đã thừa lúc dâu đổ bìm leo cướp được chính quyền lúc đó đang lăn lóc bên vệ đường trong cơn hỗn loạn chính trị. Tóm lại, trong nạn đói năm Ất Dậu 1945 làm chết đói hơn 2 triệu người do Pháp, Nhật gây nên. Ngoài ra, có mặt trận Việt Minh cũng thừa nước đục thả câu, lợi dụng nạn đói cướp giật thực phẩm tiếp tế dành cho đồng bào để tuyên truyền chống Pháp, Nhật theo nhu cầu của người Mỹ lúc đó, khiến cho người dân chết đói càng thêm bi thảm tận tuyệt. Chiến tranh thứ hai chấm dứt bao nhiêu thảm kịch của nhân loại lần lượt phơi bày ra ánh sáng công lý, như thảm kịch 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu 1945 vẫn chưa
thấy Pháp, Nhật hay Việt cộng nhắc tới thời Việt Nam Cộng Hòa, người Nhật bồi thường chiến tranh 39 triệu USD, đồng thời cho chính phủ vay tiền xây dựng lại hệ thống thủy điện Đa Nhiêm, nên vụ chết đói năm 1975 coi như được xóa sổ. Sau năm 1975, Việt cộng cưỡng đoạt và chùm cả nước sống nhờ tiền Nhật đầu tư, cũng như giúp tiền xây dựng cầu sông Hậu tại Cần Thơ, thực hiện từ năm 2001. Nói Việt cộng cũng căm hận, ngậm miệng ăn tiền, như lịch sử vẫn là lịch sử. Nếu người Trung Hoa và người Liên chỉ gì một số đàn bà con gái bị Nhật bắt làm trợ lý mà không ngớt đòi bồi thường hay hạ nhục nước Nhật, nên công luận quốc tế thì người Việt Nam sớm muộn cũng sẽ bắt Pháp, Nhật, kẻ đồng phạm mang ra mang mặt nạ là Việt Minh, phải công khai nhận trách nhiệm giết người trước lương tâm nhân loại. Thế là cái bài nó dài quá, đọc chắc cũng hơi khó hết. Nhưng mà đã lỡ đọc rồi cho mình take break time một chút, đọc tiếng. Nước này, đọc lại mấy cái tài liệu cũ nè quý vị. Trời ơi, mới này có 1.000 người. Nên đọc thêm 50 phút nữa cho nó hết câu chuyện, tại vì nhiều người không có hiểu, mấy đứa nhỏ tuổi không có hiểu. Năm 1975, Lê Duẩn đã lên giáo tuyên bố rằng từ nay người Việt sẽ đi trên thảm vàng, đồng thời đuổi kịp rồi qua mặt Nhật Bản trong vòng 15 năm tới. Trên thực tế ai cũng biết, trước năm 1975, Bắc Việt chỉ có hai công trình vĩ đại nhất là Lăng Hồ Chí Minh tại Ba Đình, Hà Nội, và khách sạn quốc tế trên bờ hồ Tây do Fidel Castro của Cuba xây tặng. Trong lúc đó, tại Việt Nam Cộng Hòa đó đâu cũng có những cơ sở kỹ nghệ nặng và nhẹ đều được trang bị máy móc mới và tối tân, nhất là các ngành dệt, điện, lắp ráp và các loại hàng sản xuất tiêu thụ. Khi Việt Cộng vào đã tận tình gieo vác máy móc đem về Bắc, bắt nhiều nhà máy ngưng hoạt động hay biến thành quốc danh, hữu danh vô thực. Song song với kế hoạch trả thù và tận diệt các tầng lớp trên, Việt Nam còn bài thêm quốc sách kinh tế mới vào cuối năm 1975 để đuổi hết số gia đình có liên hệ tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại Sài Gòn và các tỉnh thành đi lao động canh tác tại rừng sâu, núi cao, ma thiên nước độc. Kế hoạch thâm độc này vừa tống khứ được những thành phần còn lại mà Việt Nam đã xếp loại nguy hiểm, sau khi chồng con thân nhân của họ đã bị đảng gạt vào tù. Ngoài ra, có như vậy Việt Nam mới chiếm được cả cửa nhà ruộng vườn và các tiện nghi như tiện nghi của miền Nam để phân phối cho cán bộ miền Bắc. Lúc đó chỉ có súng đạn tăng pháo mới lý thuyết được Mác Lê Mao Hồ mà thôi. Ai đã từng là tù nhân của Việt Nam, dù có ở trong Nam hay được đưa ra ngoài Bắc,
Dù bị nhốt lâu hay mau, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên nổi những đau đớn về vật chất và nhất là sự tủi nhục tinh thần khi bị bọn Việt Nam, chữ Việt Cộng mà mình không dám đọc, em đọc Việt Nam cho nó tế nhị, gọi chúng ta là ngụy quân, ngụy quyền, là những đống rác bẩn thỉu cặn bã của xã hội, đánh giặc thuê cho Mỹ, Pháp, Nhật. Ai cũng từng bị Việt Nam cướp của, cướp nhà đầy đọa. Cộng lên tận miền rừng núi để phát triển kinh tế mới, đa số đã ngã quỵ vì không chịu nổi mưa nắng. Cùng cảnh ma thiên nước độc, bệnh sốt, rét rừng, rét lở loét, kiết lỵ mà không có thuốc uống. Cuối cùng những người còn sống kiệt sức và đói bệnh nên đã bỏ rừng chạy ngược về thành. Họ đã trở thành nên vô gia cư và ở bất cứ nơi nào, kể cả nghĩa địa, gầm cầu, chùa chiền, ăn sống phó mặc cho định mệnh. Và bọn công an tới hốt bắt, đưa lên lại dùng kinh tế mới, rồi lại về bước cuộc về cả làng. Và càng ngày càng có nhiều người vô gia cư sống khắp mọi nơi, nẻo đường đất nước, trong nghĩa thiên đường, trong xã hội chủ nghĩa thiên đường. Đầu tháng 4 năm 1975, người Mỹ bắt đầu chạy khỏi Nam Việt Nam bằng chuyến bay định mệnh, đưa 250 trẻ mồ côi và 36 nhân viên đi theo thân sắc chiến C5. Đó đã bị tai nạn, chỉ còn 175 em sống sót với một số người lớn may mắn. Tai nạn này đã báo trước sự thảm kịch sắp tới cho làn sóng rời bỏ nước ra đi vì không muốn sống chung với ai thầm nữa, với Việt Nam đi, với mấy anh mình. Giết người cướp của, ngày 15 tháng 4 năm 1975, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật cho phép 200.000 dân tị nạn Đông Dương được vào sống trên đất Mỹ. Song song, chính phủ Mỹ cũng mở chiến dịch Proclaim tại Sài Gòn để di tản các công dân Mỹ và 17.000 người Việt có liên hệ, mà máu lệ thảm kịch Việt Nam đã khơi nguồn từ đó. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi hàng ngàn hàng vạn người với đủ mọi phương tiện tiến ra biển Đông để mong được đệ thất hạm đội cứu vớt, những chỉ tới ngày 2 tháng 5 năm 1975 thì chấm dứt. Tóm lại, từ tháng 5 năm 1975 tới bây giờ, người Việt bỏ nước ra đi về để tìm tự do và đất sống, hoàn toàn chấp nhận may rủi một sống chính chết trong hoàn cảnh bơ vơ tự cứu. Do trên hầu hầu hết những người đến được bờ đất hứa đã phải trả một giá thật đắt, trong đó có một dạo có hàng trăm nghìn câu chuyện bi thảm não nùng của thuyền nhân Việt Nam bị hải tặc Thái Lan cướp giết, cho dạt vào hoang đảo và đã ăn thịt người lẫn nhau để mà sống. Sau khi cưỡng chiếm xong Việt Nam và Bác Hồ, Bác Mao trở mặt nên Việt Nam đã quy tội cho ba tàu Sài Gòn, Chợ Lớn và mối đe dọa, rồi đòi Trung Cộng phải qua hốt hết 1,2 triệu người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn về nước. Và sự kiện được Tàu Cộng chấp nhận phái hai chiến hạm đến hai cảng Việt Nam để nhận người, nhưng đến cho có mặt chứ Tàu Cộng đâu có ngu lãnh đám dân nghèo này về nước để nuôi ăn. Vì vậy, nửa đêm nhổ neo rút cầu, âm thầm về nước. Tháng sáng ngày 24 tháng 3 năm 1978, trên khắp các nẻo đường Sài Gòn, Chợ Lớn bỗng xuất hiện rất nhiều xe vận tải chở công an, bộ đội và hàng ngàn thanh niên nam nữ đeo băng đỏ trên
tai áo theo đài phát thanh của Việt Nam của Sài Gòn thông báo của thành Sài Gòn thông báo thì đây là chiến dịch đánh tư bản diệt thương gia trước đây vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 1978 tại Chợ Lớn. Cũng đã có một cuộc xô xát giữa trăm người Hoa và công an. Việt Cộng mình đọc chữ VC đi ha. Ok, đọc VC. VC phần đối bắt tính và bắt đi kinh tế mới và đòi được trở về Tàu sống với Trung Cộng. Nhưng lần này cuộc bố ráp quy mô không thể bắt những người Hoa chống đối hôm trước, mà là sọc vào từng nhà, các cửa tiệm để kiếm tiền đô la và vàng cất giấu, cũng như kiểm kê tất cả hàng hóa, để kể cả cây chổi ngoại trừ hình bát và lá cờ đảng cờ đỏ sao vàng. Nghe nói lần đó đã hốt của người Hoa 7 tấn vàng và cả mấy bao tiền đô, khiến cho mấy chục người quốc hận phải tự tử chết. Vậy là đã ba bước nhảy vọt chiến thắng tư bản chủ nghĩa, bước lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa ưu việt. Cũng từ đó đã có trên 250.000 người Hoa bỏ nước ra đi. Theo thống kê của cao ủy tị nạn năm 1983, 300 số này có trên 50.000 người đã chết trên biển vì sóng gió hải tặc Thái Lan. Đó là riêng người Hoa nghe. Lúc mà vượt biên mà người Việt Nam mà cộng chung mấy triệu người á. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam bị VC Hà Nội cưỡng chiếm thì Biển Đông đã trở thành cửa ngõ để đồng bào vượt thoát tìm tự do, nhưng đồng thời biển cũng đã biến thành quả ngục, và trên hết đảng VC đã thực hiện được công trình vĩ đại nhất trong việt sử là kỹ nghệ xuất cảng người, từ cho thuyền nhân vượt biển chính thức cho tới chương trình ra đi có trật tự ODP hồi hương do Mỹ Lai mua vợ bán chồng giả, tất cả các nghiệp vụ trên đều giúp cho tập thể lãnh đạo đảng giàu to nhờ thu vào được nhiều vàng. Tính tới cuối năm 1989, đảng thu vào được 3.000 triệu Mỹ Kim trong số nhìn vào cát rỡ ngốc ghế tại vì sự thật. Bởi vậy đâu có ngạc nhiên khi biết xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, lại có nhiều tỷ phú đứng hàng đầu nhân loại. Theo sử liệu thì năm 1978 là Việt Nam VC chính thức trục xuất người Hoa ra biển. Đây cũng là thời gian đảng xuất cả người nhiều nhất. Mà theo thống kê cao ủy tị nạn, số người tạm trú tại các trại khắp Đông Nam Á lên tới 292.315 người. Cũng theo tài liệu Hồng Thập Tự Quốc tế thì từ năm 1977 năm 83 có khoảng 290.000 người đã chết hay mất tích trên Biển Đông ngày 15 tháng 1 năm 1990, khi mà Mỹ chuẩn bị bãi bỏ lệnh cấm vận và lập bang giao với VC. Thì tại vùng biển Macon, Cimarron có 11 thi thể phụ nữ Việt Nam, tất cả đều trần truồng thế thảm, trôi tấp vào bờ. Theo thiếu tá cảnh sát Thái Chapman, người có trách nhiệm lập biên bản khám nghiệm báo chí biết, thì tất cả các nạn nhân có tuổi từ 18-20, họ bị giết sau khi bị hải tặc Thái Lan hãm bức nhiều lần. Đây cũng chỉ là một trong ngàn muôn thảm kịch máu lệ của thân phận Việt Nam. Từ khi VC cưỡng chiếm được đất nước, đã có hàng triệu người chết trong lòng biển khi tìm tới những địa danh sông La, Palo Pinom, Tanga, Ga Lăng. Có nhiều cái chết của thuyền nhân thật tức tưởi và oan khiên mà không bút mực nào viết cho nổi. Chẳng hạn như tàu của chủ khách sạn là Lộc Hotel ở An Đông
chở 500 người đi bán chính thức, nhưng đi tới Gò Công bị gài bom nổ, chết sạch chỉ Tài Công và ba người may sống sót. Tàu Lập Xương đi bán chính thức ngày 2 tháng 1 năm 1579, chở 200 người cũng bị gài bom nổ ngoài biển, khi còn một vài người may mắn sống sót được. Tàu Panama cứu đem vào tại trại tị nạn. Đây cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ trong hàng ngàn thảm kịch của thuyền nhân đã chịu. Và khi phong trào vượt biển bùng nổ vào đầu năm 1577, năm 1989, người vượt biển tìm tự do ngoài sóng gió bão tố bất thường không biết được, còn chịu thêm cảnh săn đuổi của công an, bộ đội biên phòng và ghe tàu đánh cá quốc dân có trang bị súng máy và súng cá nhân. Nhưng hải hùng nhất là nạn hải tặc Thái Lan, bọn này rất hung ác tàn bạo. Khi trận bắt thuyền vượt biển, chúng cướp giật hết tất cả tài sản, đánh đập mọi người, hãm hiếp phụ nữ và bắt bỏ những ai muốn trốn. Sau đó để phi tang, chúng nhốt thuyền nhân cho chúng đốt thuyền cho chìm, giết hết đàn ông và bắt đem theo phụ nữ hành lạc cho tàn tạ, đem về đất liền bán cho các động ở Bangkok. Câu chuyện của một chiếc tàu vượt biển lên đến 32 ngày bị hải tặc Thái Lan đánh cướp, chỉ còn có 52 người sống sót thì gặp được chiến hạm USN Dubuque do đại tá Alexander chỉ huy, nhưng bị từ chối không cứu vớt, khiến cho số người trên chết gần hết. Những người sống sót phải ăn thịt bạn bè để cầu xin. Viên đại tá Mỹ do nhân đạo trên bị Bộ Hải quân Mỹ lột chức và truy tố ra tòa quân sự, cũng cho rằng hàng ngàn câu chuyện đứt ruột của người vượt biển tìm tự do mà nhân loại ngày nay có thêm một danh từ độc đáo, Book Bible. Giống như trước kia người Do Thái qua cuộc hành trình tìm đường về đất hứa cũng đã làm nảy sinh danh từ Holocaust. Tuy nhiên Holocaust là Đức nó có cái lò thủy tinh mà không đi ngang cái thành khói ấy, là nó giết người hay hơn vượt biên luôn. Biên phải chờ mấy ngày nó mới sình lên, còn này qua cái thành khói khỏe hơn nhiều. Tuy nhiên nếu đem so sánh kể cả chuyện người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát trong Thế chiến thứ hai, thì thảm kịch vượt biên của người Việt Nam trên Biển Đông vẫn bi đát hơn. Năm 1945, VC núp trong mặt trận Việt Minh lợi dụng nạn đói Nam Ấp Dậu để tuyên truyền và cướp chính quyền trong tay người quốc gia nhờ vào súng đạn của Mỹ. Từ năm 1955-1975, VC gây nên cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai và đã cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hòa nhờ Nixon Kissinger dàn dựng liên hiệp định ngưng bắn 1973, hợp thức hóa sự chiếm đóng của Cộng sản Hà Nội trên lãnh thổ miền Nam. Ngày nay, vì VC lại đem tình thương nhớ quê hương Việt Nam ra khuyến dụ người tị nạn, mong mọi người hòa hợp và giải xóa bỏ hận thù. Xóa bỏ hận nước thù nhà, nhưng VC đã lầm. Cho dù những con người tị nạn trở về Việt Nam, nhưng thực tế hầu hết chỉ vì gia đình, sau đó ai cũng quay lại miền đất tự do để chờ một ngày chính thức được theo gót voi của Quang Trung Đại Đế để giải phóng thủ đô Sài Gòn với Hà Nội. Ngày đó chắc không xa, vì hiện nay cả nước đều biết chế độ ở Việt Nam sụp đổ toàn diện, từ ý thức hệ lãnh đạo, kể cả quyền thoại Hồ Chí Minh, cho tới đời sống tinh thần, kinh tế, xã hội, chính trị. Xét lại của đảng đã minh chứng sự sụp đổ trên, bỗng thấy thấm thía vô cùng khi nhớ lại câu nói của nhà cách mạng vĩ đại trong thế kỷ thứ 20 là Phan Bội Châu: tòng lai quốc dân sở dĩ di, đòi chỉ vì hai nguyên nhân, bụng đói và ốc
đói. Từ năm 1930 đến 2005, Cộng sản Việt Nam đã đấu Cộng sản Việt Nam đã đấu tranh đẫm máu giết hại triệu triệu người, cũng chỉ muốn đạt cho được mục đích là đưa dân tộc vào con đường cách mạng vô sản, bằng thống trị địa ngục, tù, bằng gầy mòn đói khát, bằng áp chế dối gian. Nhưng tất cả ngày nay đã trở thành những chiếc đinh rỉ đóng kín chiếc quan tài đỏ, trong đó có chứa bao nhiêu triệu oan hồn Việt Nam, kể cả những người đã chết đói năm Ất Dậu 1945, những người sinh Bắc Tử Nam, những thuyền nhân chết trên biển, tất cả là những nhân chứng bia miệng ngàn đời bôi đen Việt Cộng trong dòng sử Việt Nam. Thế như là vật này mình không có chính chị chính em. Cái kênh này, Thiên Tấn Kiệt này là kênh thuê ăn người ở lành. Và cái mối hàng đó là mình. Nhưng mà vì sắp sửa có chiến tranh toàn cầu đủ gì ở trên nói, thì Kiệt phải đọc lại, tóm tắt lại. Những ai mà không có hiểu về lịch sử Việt Nam á, thì nãy giờ nhiều, nãy giờ tiếng hồ, thì Kiệt đọc hết tất cả từ năm 1920 dài tới thời nay chúng ta, để mà mình có cái sự hiểu. Thì quý vị thấy hồi thời năm 1945 á, tuy là ngoài Bắc chết đói mấy triệu người, nhưng mà tức cười là miền Nam là có gạo mà cứu không được ngoài Bắc. Quý vị thấy có buồn không? Là vì vận chuyển là không có đi ra tới. Rồi tới năm 78 á, rồi cũng thấy một lần nạn đói nữa. Đó là riêng Việt Nam, còn ở bên Tàu, Mao Trạch Đông cũng chết 55 triệu người năm 1960, cũng khoảng thời gian này là 45 tới năm mấy. Rồi ở bên Nga, Ukraine cũng để khoảng năm cũng 1960 cũng chiến tranh chết 3 triệu người. Thì đa số chỉ có những nước mà gọi là thể chế vô thần á, của các Mác Lênin á, là chết đói thôi. Hiện giờ á, theo Kiệt biết á, là Bắc Hàn cũng đang chết đói. Chứ Bắc Hàn bây giờ là đang đói, cho nên mới rảnh á, mới ra bắn đùng đùng hoài á. Còn Việt Nam mình quý vị nên có bây giờ có như tiền, dầu sao cũng anh em thân nhân mình ở bển, thì mình cứ gửi về được, mình cứ gửi. Hôm nay mình chỉ nói đề tài là đói, để cho mọi người có một chút khái niệm về sau khi mà ở ngoài Biển Đông á, quý vị thấy á,
Trung Cộng với Nga đó mà nó mà đấu đá nhau đó, mình nghĩ thử. Nói thiệt đó. Ok, đọc comment. Hiện bây giờ thế giới có 1 tỷ người đang đói khổ, nghĩa là cái đồng hồ của mình nó nhúc nhích cái một một second, 1 giây á, là có một người đang giãy giụa chết đói ở ngoài đó. Thì quý vị cứ nhìn vậy, mỗi lần nhìn đồng hồ nhúc nhích là có một người chết đói. Đó là hiện tại của trái đất của mình đang đi vào vào cái thời đại tận thế là như vậy. Trong tương lai, sau khi Đệ Tam Thế Chín xảy ra, Đức Phật Di Lặc xuất hiện, Ngài xuất hiện, thì những cái này nó sẽ không còn nữa nghe quý vị, sẽ hết. Thì nước Việt trong những ngày kế tiếp nên chuẩn bị, khi mà Việt ra cái clip, bây giờ mỗi một lần Việt ra clip ấy, thì Việt nói về một cái đề tài thôi. Để mình tập trung vô đó mình dễ nói chuyện. Rồi bữa ngày mai ví dụ mình đổi đề tài, không có nạn đói, mình nói đề tài về cảnh sống thiên đàng phải không, hay mình nói về thời sau khi lập hội Long Hoa rồi phải không, thì nó sẽ có khác. Thì mỗi một cái clip thì sẽ làm mỗi cái tên của nó, một cái đề tài của nó, như là Phật Tinh Trần nói sự kiện này không có đưa vào sách giáo khoa sư phụ ơi. Đúng rồi, trời ơi, nếu mà đưa vào thì còn gì nữa, gọi là nhồi sọ, nhồi đến nỗi mà sắp sửa giống như Bắc Hàn rồi đó, mặt nó đi đâu á, dân của nó khóc hụ hụ. Cái này nó là thiệt mà, nó là lịch sử mà. Thiên ơi, như thảo hỏi nạn đói có khủng khiếp như hồi xưa không sư phụ? Chuyện gì cũng khó nói trong lúc này lắm, đâu có ai biết được chữ ngờ. Sư phụ chỉ biết được là bề trên kêu sư phụ lên thông báo, kêu mọi người dự trữ lương thực thức ăn. Khi mà chiến tranh đó, nó không có phải là chỉ có Trung Cộng với Đài Loan nha quý vị, nó không phải chỉ Trung Cộng với Mỹ, mà nó lại là lan hết cùng một lúc trên thế giới. Thì lúc đó mình cứ tưởng tượng cả Mỹ này cũng phải chuẩn bị nữa, thì mọi thứ nó sẽ ứ động là hết, nó không có cái gì gọi là di chuyển được. Qua cái bài nãy mình đọc á, quý vị cũng thấy á, là ở miền Nam thời năm 1945 năm Ất Dậu có gạo nha, có lúa có gạo, muốn chở vào Bắc cũng chở không được. Không phải là mình thiếu gạo thời đó, mà miền Nam vẫn có gạo mà cứu đói dân Bắc cứu không được, vì cái sự vận chuyển á. Huống hồ chi bây giờ mà có một cái gì giống như Ukraine đó, thì nó có phước, nó có cả một cái thế giới hiện giờ không có chiến tranh, mới có gườm gườm nhau thôi, so cửa rồi thôi chứ chưa có đánh. Thì người ta còn giúp nó máy bay rồi C-130 rồi bỏ đồ ăn rồi xuống. Nhưng mà nước Việt mình rất là lẻ loi, không có ai ưa, đa số là không ai ưa nhiều á, chỉ có Liên Xô với Trung Cộng ưa thôi, mà không biết Trung Cộng có ưa không nữa. Mà khi chiến tranh thứ ba xảy ra, nó không phải như bây giờ chỉ có Nga, Ukraine, mà cả Iran, Do Thái, rồi Bắc Hàn, Nam Hàn, rồi Nhật, rồi Đài Loan, rồi Trung Cộng, rồi Ấn Độ, đủ hết. Nước nào cũng lo bận rộn chuyện của người ta. Còn dân của mình á, ở bển á, thì chỉ có 6 triệu chim hiền thôi. Lúc đó đó,
Con nào mà bay về để mà cứu chim bên quốc nội được thì cứ cứu. Chỉ cho thấy là vô phương á. Nói là cũng nhiều, nó hơi mệt, cho nghỉ mệt chút thôi. Cái gì thấy cái thống kê mà đói á, là 92 triệu người đó. Mà cái này, cái bản này được lấy lâu rồi nha. Hiện bây giờ là cái này là trước khi chiến tranh của Nga với Ukraine đó, là mình gần 1 tỷ người đang chết đói. Mà cái số lượng người đang phí đồ ăn đó là nó cao hơn số lượng người chết đói gấp 3 lần. Hiểu không? Cái là ba người dư thừa đồ ăn, nó cũng giống như Việt Nam giờ 100 triệu người thì nó có trên 30% ở Việt Nam đầy đủ đồ ăn á, phung phí đồ ăn, còn 50-60% đó là thiếu thốn đó. Đây là những cái hình, những cái người mà khi người ta đói, người ta chết, ta nằm vậy nè. Người mà chết đói trước tiên là người ta có phước, lại có người sao đi chôn giùm đó không? Này là mấy đại ca nè, gây cho đói Hitler rồi, cái này Nga Xô đó, mấy cái nước toàn là thứ dữ không à. Cái trái địa trái đất của mình á, nó có hai cái thái cực, người hiền và người dữ, ma với quỷ, chánh và tà đó. Thì mấy người này á, là nó gây nạn chết đói không, những cái nước chết đói là toàn là mấy nước cộng sản không. Này nạn đói là sau năm 75. Lúc mà 75, 78 nó có một khoảng thời gian đói khổ rồi phải sắp hàng đi theo chế độ. Nên có mấy cái hình này vui đó. Con đọc kinh Nhật tụng nữa bữa trưa được không? Đọc lúc nào cũng được. Bữa nhưng bữa nay mình đang nói chuyện về dự trữ lương thực, chuẩn bị cho chiến tranh sắp xảy ra. Bây giờ ở ngoài Biển Đông á, chỗ Bắc Hàn á, là tàu chiến của Mỹ á, Đài thất hạm đội với
B52 rồi là đẩy ngoài rồi đó, là căng dữ lắm rồi đó. Lo mỗi gia đình ít nhiều cũng phải dài dạ gạo để. Đây gọi như ta, ok rồi vừa bắt rồi. Hello. Đây con tên Trọng Đạt ở Phú Yên, xin chào sư phụ. Anh ở đâu? Đây con ở Phú Yên sư phụ. Phú Yên hả? Dạ dạ, Việt Nam. Việt Nam, Phú Yên hả? Anh gọi có gì có gì chia sẻ? Sư phụ. Sao? Chắc chắn là con lỡ con hỏi sư phụ là cái thánh sống cơ của thánh mẫu Liên Hoàn ứng trong năm nay Liên Hoàn sư phụ. Năm nay ứng chứ, cho nên nãy em đang nói chuyện đói nè, thì giờ cứ mua gạo rồi dự trữ đi. Bắc dạ, Trung Nam như rắn móc đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nãy mai. Thì mấy cái bài thơ của mấy vị nói là chúng. Dạ. Ok á, rồi để bắt đường dây khác. Dạ sư phụ xin tiến chán với con sư phụ. Dĩa lên chén hả? Trời ơi, chán đẹp trai thì dễ làm gì. Ok rồi, dễ lên chán rồi, mình thay cho cha trên trời mình, chứ không phải là thì chỉ là người truyền tin nha quý vị. Ok. Hello. Hello. Chào sư phụ. Yeah, ở đâu vậy? Ở đâu gọi? Dạ, con ở Việt Nam, con ở Việt Nam. Việt Nam qua. Dạ, dạ, xin sư phụ nhận con về đệ tử. Ở tỉnh nào? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh hả? Thì kêu Bác Hồ nhận. Trời, đúng không? Chớ quay hướng đông bắc á là đã là tự động rồi. Tại vì bữa hôm mẹ với mấy vị nói á, là ai mà ở xa dầu cho bất cứ nơi nào ở cái thời đại này quay hướng đông bắc là tự động là đệ tử của con rồi. Đó, mẹ nói gì đó. Ừ. Ok rồi, nhận thiên quan là đệ tử rồi. Rồi dĩa 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 rồi dĩa rồi dĩa giá lên rồi. Dạ dạ. Dấu thiên tâm dĩa rồi. Dạ dạ. Rồi ok. Hello. 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 À, nghe đây. Con chào sư phụ, con ở Việt Nam mà sư phụ. Ở tỉnh nào? Con ở Sài Gòn thành phố, con ở huyện Bình Chánh. Bình Chánh. Bán về chợ búa đồ có sơm không? Dạ. Con đang bán ở chợ đầu mối nha sư phụ ơi. Mà bà buôn bán đồ có đắt không? Có được không? Buôn bán lúc này nó ế lắm sư phụ. Ế hả? Dạ, nó bằng như trước vậy. Sư phụ ơi. Sao? Con hỏi. Con thờ mẹ đi cha bữa đi đúng rồi, đúng rồi, cha thờ cao nhất tại trên thế gian này á, cha là mấy nghìn nghìn tuổi, cha tu mấy tỷ tỷ kiếp, cha là cha với mẹ là cha mẹ luôn, tất cả các vị Phật mà. Bà sư phụ ơi, bà con hỏi con lên mỗi lần đọc kinh thì con chia ra làm 3 phần, đọc kinh thứ tâm mới sư phụ. Ngày thường thì con đọc kinh đọc chú Đại Bi, còn ngày 18 con đọc Địa Mẫu sư phụ, còn 14
sao không được, miễn sao thấy thuận lợi thì cứ đọc, tự mọi thứ cũng đều là do tâm thôi. Ok nha, rồi gắn tu nha. Rồi. Hello. Hello. Nghe đây, hello. Rồi cứ nói đi. Nói đi. Kim Châu. Trời ơi, quá trời nhiều người rồi. Hello. Rồi chị Toàn bắt trẻ. Ok rồi, điểm vô dễ lên luôn rồi nè. Rồi. Ok. Dạ, có cần là phải phải thấy hình không anh? Được rồi, nghe giọng là mấy chị đứng ngay dưới đây, mấy chị nghe tên hết rồi, hiện tên lên nữa nè, Kim Châu nữa nè. Dạ, em tên là Kim Châu đúng không? Rồi, mấy chị biết hết. Trời ơi. Là nó là tên thiên thể Kim Châu đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Nguyễn Kiều Trinh ở Việt Nam hỏi con ở Quảng Ngãi muốn gọi làm sao, con gọi 408-833-5399 đó là số trong Zalo á. Nguyễn Kiều Trinh nè. Em đang ở Sài Gòn, em ở mình đang ở quận 10 đó anh chị. Ok, rồi gắn tu nha. Ok, bye bye. Nói lại thiệt là khi mà người nào mà kiểu bắt điện thoại á là mấy chị đứng ở đây mấy chị biết hết rồi. Dạ. Mấy chị đứng gần kiệt nè, mấy chị hộ pháp ở mấy chị ghi hết rồi. Dạ, tức có nghĩa là gia cho em rồi. Rồi rồi rồi, có điểm nữa. Rồi rồi, giúp rồi. Rồi. Dạ, cảm ơn kiệt nhiều lắm nha. Rồi rồi, gắng đọc trên nha, bye bye. Hello. Hello. Sư phụ ơi, nãy con gọi qua sư phụ trước, nhận con làm tiền khởi, sư phụ nhận con làm. Rồi nhận rồi mà. Nói qua điển có điện thoại là mấy vị nghe là nhận rồi. Rồi nhận rồi, nhận rồi. Ok. Có rồi, thể qua điện thoại cái là mấy vị biết liền. Hello, trộn nè, cái nút ruồi ngầu của ta ngay giữa sống mũi. Rồi nghe. Thiên Xuân Bính. Sao phải nói đi. À, có một đống người đang gọi vô đó, nói lẹ lẹ lên. Dạ, thầy sư phụ, con là Thiên. Thiên Xuân Bính, đúng không? Sư phụ giúp cho con này, sao mà con hay bị lạnh hai cái chân á, là sư phụ có nghĩ có dòng gì theo sư phụ? Chắc chắn là có rồi. Tại anh đẹp trai quá, anh có cái nút ruồi nghĩ chán quá không, cho nên mấy thằng ma nó khoái cái nút ruồi anh á. Khoái, khoái từ nữa làm tóc đồ. Cho giúp con. Ok, thì nó có điển trên cái điện thoại thì nó biết rồi. Ok, cứ lên bàn thờ Phật lại. Lại sám hối từ từ hết rồi. Nó chuyện nhỏ mà. Nó chủ quyền của mình với bà con, ông bà của mình không à. Hello, Thiên Thảo. Hello. Dạ. Rồi.
theo Thiên Thảo. Cho Thiên Thảo nghe dạ, đây. Con có cái này. Dạ, con có cái này muốn hỏi sư phụ với. Anh hỏi đi, lẹ lẹ. Ừ. Hỏi đi. Con kiểu sao? Dạ, con như kiểu là con ngồi thiền xong rồi con thấy. Thế con phải lên con thờ con lại sám hối, tại vì nhiều lúc mà ủa bữa nay mình nói được tại đói bây giờ cũng gọi hỏi cái này ta đổi đổi nghề cũng được á. Ok rồi, lên con thờ lại sám hối nha. Hello Xuân Hoa, Xuân Hoa nói chuyện đi. Rồi đang nói chuyện Xuân Hoa đó. Rồi con tên gì? Dạ. Con tên gì? Dạ. Hello Thiên Thu Vân. Hello. Nói đi. Hello hoài. Hello. Oh hello sư phụ ơi. À nghe đây. Dạ sư phụ có giờ cho con nói chuyện với sư phụ đó không sư phụ? Con gặp sư phụ con mừng quá sư phụ ơi. Này đang nói trên livestream á nha. Dạ. Muốn nói thì cứ nói đi. Hình như con gọi lên sư phụ sao được không? Gọi sao à? Không bao giờ bắt nổi đâu. Nhiều người gọi quá thì sao bắt nổi. Giờ cơ hội mình đâu có gì đâu lo. Con hỏi gì? Hello. Dạ con chào sư phụ. À con gặp sư phụ con có hai việc. Một là sư phụ con nhờ sư phụ dễ mình chán cho con. Với thứ hai nữa là sư phụ nhà có các vị giúp cho con. Bữa giờ con bệnh nhiều quá mà con rút hoài con không hết tình. Ok dễ anh chát phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đồ vô phải không? Rồi phải tu tập tự nhiên nó hết. Rồi, dễ yeah, rồi, trời ơi, cục tiên mình. Rồi, xong. Cười ha. Dạ. Tỉnh nào vậy? Ok, chú bắt điện thoại đường dây khác nha. Hello. Chào. Rồi. Khỏe không? Nghe rõ. Nói đi con nói đi. Sư phụ. Alo. Thì cứ nói đi phụ nghe nè. Cái này bắt thời giao duyên. Ở đây thì mấy người ở Mỹ người ta bay tới đây luôn người ta gặp. Việt Nam bắt thời giao duyên chứ. Sao rồi Thiên Thu?
Thu Vân. Dạ, con chào sư phụ. Alo, alo. Tôi nghe đây. Dạ, thưa sư phụ ơi. Tên con là Thiên Thu Vân và Thiên Tiền. Biết rồi, biết Thiên Thu Vân rồi. Là rồi làm rồi dễ luôn cái hàm răng đẹp luôn rồi. Rồi dễ luôn Thiên Tiền luôn rồi. Rồi rồi. Sammy Thế MC, thưa chú Kiệt, ở dưới Long An, hôm nay nó biết hãng Thế MC ta ngậu ta. Tên là Sammy Conductor Thế MC. MC là cái hãng quan trọng của Đài Loan á. Lỡ một cái chiến tranh đó là Mỹ nó bỏ bom cái hãng này banh liền á. Chứ Trung Cộng là mà lấy cái hãng này lấy nguyên cái trái đất á. Thưa chú Kiệt, dưới Long An có một cô được cậu bề trên cho điển nhập xác để trị bệnh, đọc thơ để giảng đạo cho bá tánh. Này mình nói vậy nghe là thì MC thời này tất cả thiên lý thần và cả củ quyền ma quỷ họ cũng muốn lập công với Phật với Thượng Đế, là vì Đức Phật Di Lặc sắp xuất hiện. Thì cho nên ai cũng có thể mượn danh này danh nọ để cho ngầu một chút, để mà lấy lòng tin phải không? Cũng không sao, miễn là tà mà hành chánh cũng gọi là chánh, còn chánh mà hành tà vẫn là tà. Cho nên mấy ông thầy mà áo vàng mà không có cạo tóc á, mà ông làm chuyện không đúng, ông là tà. Còn mà mấy cái người mà nhập đồng á, hay chị bệnh mà hết làm đúng á, thì lại là chánh. Thì mình cứ nghĩ như vậy đúng, chánh tà mình phân theo cái sự nghiệp, chứ mình không có thể mà nói đó là tà rồi mấy ông thầy trong chùa là chánh là không đúng. Cái chánh tà phân theo cái hành động và cái sự người ta làm gì á. Còn có những lúc á người ta nói chánh thành tà cũng chừng nữa. Thôi đọc comment. À, Phương ở chào sư phụ ở Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Mấy ngày nay cá chết đầy ở hồ Xuân. Nghe chính quyền nói tảo thanh cá không đủ oxy bị ngợp, có phải điềm nạn đói phải không sư phụ Kiệt? Đói, bữa nay mình đề tài của mình là đói mà. Thì bây giờ nó có nhiều chuyện xảy ra đó. Kiệt cũng chỉ biết được, nhưng mà Kiệt không có biết được là ngày giờ nha quý vị. Là tại vì khi mà đệ nhất thế chiến cũng là đói, đệ nhị thế chiến cũng là đói, đệ tam thế chiến là cũng là đói. Mình là đang ở ngưỡng cửa đệ tam thế chiến. Diêu Khen với Nga đấu với nhau cũng là gọi là mới có khởi động đệ tam thế chiến. Nhưng mà đệ tam thế chiến thật sự sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào, tính từ giây phút này cho tới cuối năm, và có thể tới năm tới. Tại vì tiên cơ ở trên đó, thì chỉ biết được 80%, còn 20% đó, thì là Thượng Đế, tức là cha với chư Phật nha. Và chỉ có bổn phận phải thông báo cho quý vị phải làm gì thôi à. Và đồng thời trong tương lai sáng lạng của mình thì mình gán tu tập để mình được dự hội Long Hoa, được sống lại cái thời vàng kim và được gặp Phật Di Lặc, rồi Đức Thầy xuất hiện. Kiệt đã thông báo hồi cái clip hồi Tết 1998 gì đó. Thì là mưa thuận gió hòa trở lại, bốn mùa trở lại. Tuy là bây giờ nó còn chút chút hơi lạnh lạnh, nhưng mà của Cali chưa bao giờ có mùa xuân nào đẹp như bây giờ. Nước ở tất cả các hồ gần mười mấy năm nay nó khô cạn, bữa nay nước nó đầy lại. Thì quý vị ở trên trời đã báo cho Kiệt biết là bữa đó, thì Kiệt cũng đã thông báo trên mạng rồi, thì là mình có khí hậu bình thường trở lại, khí hậu của trái đất của mình bình thường trở lại.
Bệnh tật cũng sẽ bớt đi, tại khí hậu nó đúng mùa trở lại á thì bệnh cũng bớt. Chỉ riêng còn cái phần cuối cùng của cái màn bi kịch này nè, cái màn tận diệt này á, đó là chiến tranh. Khi chiến tranh xảy ra đó thì là mọi chuyện sẽ kết thúc, thì tất cả những cái gì mà gọi là bất thiện đó sẽ bị đi đi vào quá khứ, không còn tồn tại trên cái quả địa cầu này nữa. Thì mình lấy cái đó để mình chờ xem. Mình tất cả những cái này nè, quý vị thấy những cái hình ảnh trên này sẽ đi vào quá khứ chìm như thầy thế này, thì lúc đó đó mình sẽ không còn nạn chết đói hay thất nghiệp hay là thiếu thốn nữa. Thì gán lên, còn chút nữa gán lên, quý vị mà coi cái đài này á thì quý vị phải tin tưởng trời Phật. Nếu không có trời Phật á, quý vị có thấy ông Trump không? Ông bị khổ nạn quá trời luôn chưa bao giờ, nhưng mà cuối cùng cũng vượt qua. Tại cái thế giới này ma quỷ nó nhiều hơn người tốt. Ra đường á, là 8 người là mình thấy quải rồi. Mình hên lắm á, mỗi một ngày mình khấn á, cho con ra đường gặp được thiện chí thức, người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Mỗi ngày mình lại cha lại Phật, mình phải xin vậy. Chứ nếu không á là thôi, cuộc đời của mình bị nó kéo đi theo nó luôn á. Đọc comment, sư phụ ơi, con tên Liên Hương, xin sư phụ cho nó hòa nhận thiên hương. Thằng Long, hello thằng Long, chào, khỏe không thằng Long? Rồi rồi, Thiên Hoàng Minh Trí. Dễ rồi, rồi dễ rồi. Đi nước ngoài đừng kiểu như mười mấy mạng mà nó cho vô bờ của Đài Loan nghe con. Đi kiểu đó không nó thảy xác xuống biển rồi cho vô Đài Loan là chết. Còn qua Đức, qua nước nào nữa đó thì nếu đi được thì cứ đi, nhưng mà không có chỗ nào bằng quê của mình. Bởi mà là bây giờ thằng nghe đó nó kéo cái dàn phóng hạt nhân của nó qua Belarus rồi gì đó, cái ta nó mà nẻ vô Âu Châu một cái này thôi á, con thành Đức đoạn luôn á, chứ còn hỏi đi Đức. Rồi, nhưng mà không sao đâu. Rồi dễ rồi. Ok rồi, dễ luôn rồi. Rồi dễ rồi. Rồi dễ rồi, xong. Rồi dễ luôn, nhưng mà niệm Phật á chứ không phải dễ không mà không chịu niệm Phật đâu nha.
Ừ đúng rồi đó, dễ là phải niệm Phật á, ơi mà phải phải có hiếu cha mẹ nha. Rồi cuối tuần chở cha mẹ đi ăn đi chơi đồ nghe, không có được bỏ cha mẹ nghe. Rồi rồi chào. Hà Phương, sư phụ nhận con làm đệ tử rồi, sư phụ nhận Hà Phương làm đệ tử. Hà Phương, Hà Phương, Hà Phương, Thiên, Phương Hà, rồi nhận rồi. Thiên Vũ Hoàng Mai, Trình Nguyễn, Trung Cộng bị cấm dẫn chip, có đánh Thảo An để thu thế MC, không thưa anh Kiệt. Nó có hai chiến thuật, lúc mà chiến tranh bắt đầu khởi là một là chính phủ Đài Loan cho bom nổ sạch cái hãng thế MC, hai là máy bay của Mỹ nó dội bom vô. Tại vì nếu mà để mà Trung Cộng lấy được TMC á là nó sẽ chế vũ khí, nó sẽ hoành hành thế giới điên đảo nữa, thì cái đó nó sẽ đi chặt lại với cơ trời. Cơ trời là thế giới bình yên mà, dậu Phật ra đời thế giới bình yên đúng không, chứ đâu phải là mình cứ khổ như vậy hoài. Thì mình cứ nhìn nè, nhìn cái câu chuyện để sau lưng nè, hiểu. Nước mình á là phải cần có âm này, nhưng mà cái âm này á mặt ổng hơi bự chứ không có cái đốm này phải không, còn ổng chỉ giống với anh thưởng mình á là cái mắt kiếm, mà anh thưởng mình hơi ốm hơn chút không? Nhưng mà cái miệng của anh thưởng không có đẹp trai bằng ông này, cho nên anh thưởng á phải bắt chước ông này, thì là mọi chuyện xong. Còn ngoài kia nó muốn làm thì nó làm, chuyện của mình tính chuyện của mình mới. Nhiều người xin nhận làm đệ tử. Thật sự là ai mà hướng Đông Bắc, ai mà tự động mà có họ Thiên đó, đều là đệ tử của Kiệt hết. Mấy chư Phật nói như vậy á, không có cần phải dễ tay anh Tráng. Dễ tay anh Tráng là những đứa ở gần á, tại vì nó cần có sự gia hộ cho may mắn, cho vong linh đừng có bám trong người rồi thôi. Chứ còn ở phía xa mà đã mang họ Thiên á, là cứ tự nhiên là đã là đệ tử rồi, rồi cứ lấy kinh là đọc. Thì có duyên thì chúng ta hẹn gặp nhau trên đất mẹ một ngày không xa. Nhưng mà Đức Thầy phải xuất hiện nha. Đức Thầy xuất hiện là khó nói lắm á. Là dán bài đánh hoài mà không có lật nữa. Giờ cái điện thoại nào giờ cũng có đầy người gọi hết, hay sao quý vị bắt hay không bắt, hay đọc comment cháu khỏe trả lời, cái nào cũng ai cũng gọi hết chứ. Đọc comment nếu khỏe hơn. Thiên Tâm Tuấn, giờ chú Nghiệp, con ở Quảng Ngãi, hiện tại nước Việt kho gạo có đủ để cho dân mùa trong thời gian tới không vậy chú? Chú không biết, nhưng mà bản chú đâu biết là kho gạo Việt Nam có hay không. Chú chỉ biết nước Việt sắp có chết đói, cho nên bữa nay chú ra đề tài là chết đói. Và trên thế giới này là mỗi lần có chiến tranh đều là có chết đói.
Thì nước Việt mình đã từng chết 2 triệu người năm 1945, năm 75 vô cũng có lai rai với nghe. Rồi bên Ukraine với nghe đó, Xô Viết là năm 1960 là 3 triệu người chết đói. Còn ở bên Bango, Phi Châu là 10 triệu người chết đói. Còn bên Tàu năm 1935 tới 55 á, là gần 55 triệu người chết đói. Còn hiện tại của mình nè, sắp sửa lên tới 2 tỷ người chết đói. Mỗi một cái giây á, cái đồng hồ nhất là có một người chết đói. Đó là tôi biết như vậy. Hiện giờ là trong những năm kế tiếp sẽ có nhiều người chết đói nữa. Hello. Chú kìa. Khỏe không? Dạ con chào chú kìa, con mừng quá con gặp được chú kìa rồi. Con ở đâu vậy? Dạ con ở Canada, con nằm mơ con gặp chú kìa 3 lần. Chú kìa con kêu con qua Vietnamese Town, chú kìa nhờ con làm đệ tử. Hình như chiếc thân đi gặp nhau dễ hơn ngoài đời á, khỏi tốn tiền vé máy bay. Thì bây giờ cũng nhận rồi nè, chú nhận nè. Dạ con Thiên Phương Thư, con tên Thiên Phương Thư á. Thiên Phương Thư ha. Dạ. Con mấy tuổi vậy? Dạ con 30 tuổi rồi. Thiên Phương Thư, rồi nhớ ngồi thiền đọc kinh nha con. Dạ con có ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày. Nhưng cái quan trọng á là phải gắng học cho giỏi để về, để mà giúp quê hương đất nước nghe. Chứ không phải là tu không đâu. Tức là đạo thiên tâm là nửa đời nửa đạo. Nghĩa là đời á, chẳng đâu ai mà đạo á, thì cũng chẳng ai hiền hơn mình. Mình là hiền nhất, nhưng mà ở ngoài đời mình cũng giỏi nhất. Đó là thiên tâm là như vậy đó. Dạ. Vậy con gắng học giỏi nha. Dạ, con. Rồi, chào con. Dạ, rồi. Dạ. Quá trời đông người vậy ta. Hello. 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 Con xin chào sư phụ. Con ở đâu? Dạ con ở Sài Gòn đó. Sài Gòn đó. Rồi, có gì nói? Dạ, nay con gặp sư phụ được á, thì con định nhờ sư phụ á, nhờ sư phụ là dẫn con làm đệ tử đi. Được không sư phụ? Nhận mà, đáng nhận. Ok rồi, dễ anh chán nhận nha, nhớ đọc kinh rồi thiền nha. Rồi, chào. Rồi, nhận rồi đó. Hello Thuần Mỹ. Dạ. Rồi. Dạ má em muốn xin nhận làm đệ tử của sư phụ. Sư phụ dễ xin chán cho má. Rồi ok rồi dễ. Này Kiệt dễ dùm cho Đức Thầy nha. Kiệt là đệ tử Đức Thầy, đạo thiên tâm là của Đức Thầy Đức Bình Phú Sổ á. Nó có liên hệ nhau mật thiết lắm á. Thì nếu mà rảnh á, thì lấy kinh của Đức Thầy ra nghiên cứu 6 quyển lên. Rồi chào. Hello. Rồi nói chuyện đây nghe mà. Ok là nghe về anh Nam hả? Sắp về rồi. Ok sắp sửa về nha. Mới là bắt thưởng mời cái mình đi về. Ok rồi chào nha. Thôi đọc comment cho khỏe cho bác mình gọi không quá trời bác không nổi.
Nguyễn Mai vẽ lên trán rồi, vẽ lên trán trên cái hình ở trên đây nè, Nguyễn Mai. Hello. Hello. Hello, sư phụ. Khỏe không? Sư phụ, dạ. Sư phụ thấy hình con không? Thấy, con đang mắt kiếm thấy mà. Dạ, sư phụ vẽ chán cho con đi. Con rồi, ok, vẽ chán. Dạ, con Thiên Hồng Anh. Thiên Hồng Anh con ở đâu vậy? Ồ, gần nữa. Dạ, con gặp sư phụ ở Posa hai lần rồi. À. Dạ, con chưa có dịp lên Thiên Long Sơn, con bái cha với bái cha lại mẹ thôi. Nhưng mà con muốn sư phụ ngày hôm nay dẫn con làm đệ tử. Sư phụ vẽ chán cho con đi sư phụ. Rồi, dễ rồi, nhận rồi. Nếu đã có họ Thiên thì là tự động rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Sư phụ vẽ cho con rồi ha. Nhớ rồi. Chào sư phụ. Ôi, chào con. Hello. Dạ con chào sư phụ. Dạ con chào sư phụ. Ồ, mặt đó chào sư phụ. Sư phụ đâu đó? Ồ, đâu đó hả? Con ở đâu đó? Con ở Vĩnh Long.
Vĩnh Long hả? Vĩnh Long Việt Nam. Rồi Vĩnh Long về ở bên Việt Nam. Rồi ok. Rồi con có gì hỏi? Con nghe những lý sư phụ nói chuyện, con hiểu được rất là nhiều, nên con rất là cảm thấy những ngày tháng con gặp được sư phụ, con thấy con an lạc. An lạc con cũng phải có một cái lòng tin, thì đức thầy của miền Tây có thể con phải là đạo Hòa Hảo đúng không? Con không có hiểu Đức Huỳnh Vũ Sổ, nhưng mà ngài đã xuất hiện trở lại để cứu nước Việt á, thì con cũng gán nghiên cứu về đức thầy một chút. Thì đức thầy là sư phụ của sư phụ, ngài là người sau lưng của sư phụ, dạy sư phụ lập ra cái đạo này. Cha mẹ thì ra lệnh, nhưng mà ngài thì dạy về giáo lý, cho nên nó có sự liên hệ với Hòa Hảo bên đó. Đúng rồi đó. Một giáo Hòa Hảo nữa, con cũng có cầu nguyện rất là nhiều luôn. Nhưng mà con cũng có, con nghe là sư phụ là con có đọc kinh ngồi thiền, con cảm thấy cuộc đời của con gặp được sư phụ rất là đại phước của con. Thì mỗi ngày đọc kinh ngồi thiền, đấm bóp cho chồng, nấu cơm ngon cho chồng ăn. Rồi rảnh thì đọc kinh, chồng nó không thích tu á, thì kêu nó ngồi kế bên. Yeah, ôm con giữ con, rồi con thì con đọc. Sư phụ, như mỗi đêm á, ông xã con chưa có hiểu gì thì tâm á, con lợi dụng là lúc con bớt tay á, con bật lý sư phụ nghe. Mỗi lần nghe vậy cái ông xã còn nằm im nghe, mà con đoán ghét, con đoán là con ghét kiên trì để nhồi vô não của ông xã con, chứ ông xã không hiểu. Cái giọng của sư phụ nó có điểm, thì cái người nghe đó về tự nhiên sáng cái trí ra, phá cái màn vô minh của mình á. Cái màn vô minh là màn lười biếng dễ đãi đó, thì cái giọng cái âm thanh của sư phụ cha mẹ ở trên cho nó khác hơn âm thanh của người thường. Thì khi nào con khó ngủ được, con nghe nó cũng ngủ được, ma nó cũng nể lắm, nó bỏ đi. Ma nó nghe cái âm thanh của sư phụ nó nể, nó bỏ, nó không có dám phá. Hay quá, con nhỏ tuổi mà sao con giỏi quá vậy ta. Chắc con của Phật dạng là con của Ngọc Bích mà Thượng Đế gửi xuống để mà lo hậu của hậu sự sau khi Đệ Tam Thế Chiến này á, sau ngày tận thế. Chắc con là cõi trời xuống. Sao mà con thích tìm hiểu về tâm linh lắm sư phụ, con không biết nữa. Trong đầu con cứ muốn tìm hiểu về những cái siêu nhiên, những cái mà con muốn biết về cái con không biết là cái suy nghĩ của con không biết có khác người không nữa. Sao con cứ thích về tìm hiểu về những cái mà sư phụ nói, rồi những cái chuyện mà siêu nhiên đó con rất là thích luôn. Mà con cũng thích người ngoài hành tinh nữa, con có hiểu sao luôn á. Con nói là con là bạn của người đó đó. Thì là chúng ta từ ở những hành tinh này đầu thai qua hành tinh nọ, hôm nay chúng ta về trái đất này của cái màn chót này, thì nó đều có cái duyên với nhau hết trơn á, chứ không phải gì không mà không có duyên mà hôm nay thầy trò nói chuyện nhau đâu, có đó. Dạ, con rất là thích luôn. Con tự nhiên con nhập được sư phụ rồi, con rất là tinh tấn, con thấy con cuộc đời của con rất là đại phước, con gặp được sư phụ và hiểu được những lời sư phụ chia sẻ để một kiếp người này của con hoàn thiện nhất, là cái sửa đổi cái tâm tánh của con để xứng đáng là một đứa con có hiếu với cha mẹ chồng, và xứng đáng với những lời của chư Phật dạy là thay đổi mình ngày một tốt hơn, ngày một phát triển hơn, và xứng đáng là con của cha mẹ trời, để quay về gặp cha mẹ trời. Hay đó. Rồi con gán lên nha. Rồi cái gì khác thụ nói chuyện con nữa nha. Rồi có gì
Con phải độ những người xung quanh, con á, bổn phận của con hiểu là con phải độ những người xung quanh cùng đi về trời một lượt kỳ này luôn. Dạ con hiểu những lời sư phụ, tìm những mọi cách, dù là cho dù con ngã mình thế nào, con vẫn muốn từ từ con sẽ giúp những người xung quanh của con hiểu về cha về mẹ, hiểu về tâm linh để mọi người cùng nhau tu tập, cái đó là cái tâm nguyện của con. Ok con nha, rồi cái dịp khác phụ nói chuyện con nữa nha. Chào con, bye bye. Ai vô dễ nè, dễ nè, dễ dễ dễ. Trời bé dễ cưng quá, mặt đẹp gái quá ta. Ôi ôi sao đẹp gái quá vậy ta. Sư phụ nó có cái mục chính giữa thôi sư phụ. Ô sao lạ quá ha. Ô cũng là thiên tài nha. Có ai làm cháu có chán hết á. Nhỏ này có chán này ngộ rồi bà con. À, ai làm cháu á. Ừ. Ok rồi, chào hai mẹ con nha. Rồi ok, chào con nha, chào hai người, giữ gìn sức khỏe, bye bye. Bắt cái rồi comment cái Cao Khoa Thành, Cao Thành Khoa hả? Chào chú hộ Phương Trần, hỏi ông Trần có bị bắt không anh Kiệt? Tướng trời mà đâu phải dễ. Nhưng mà bây giờ á, dân Mỹ á, nó sau vụ này á, nó ủng hộ ổng còn quá trời thêm nữa. Nên ổng vô mánh kỳ này rồi. Ổng mà lên á thì là tất cả những cái ác ở trên thế gian này đều sẽ đi vào lòng đại dương. Cơ trời quý vị đừng có nghĩ là con người của mình tính hơn nha. Đi hàng nghìn năm rồi, cuối cùng chung cộng sẽ chia năm sẽ bảy. Cái thế giới này sẽ không còn bất cứ cái ác tồn tại trên quả địa cầu này trong những thời gian kế tiếp không bao xa, vài năm thôi. Cả Trung Cộng, Nga, Bắc Hàn, Cuba, rồi Iran gì đó, nó đi nó phải là đồng bộ nha. Hôm nay Kiệt hiểu thêm một việc nữa, đó là khối Hồi giáo. Có Hồi giáo á, nó mạnh lắm, nó theo đạo á, giống như Arab Suez, mấy nước giàu giàu đó. Rồi tuốt ở bên Á Châu thì có Mã Lai, có Indo, nó cũng là chung bọn nhau, gọi là khối Hồi giáo. Thì hôm nay cả những cái độc tài, những cái bất thiện á, là giống nhau hết. Đều là tan nát hết, đều là đi hết, cả khối Hồi giáo kỳ này cũng xong luôn. Chỉ còn lợi khối tự do và tư bản thôi. Đó là cuối cùng của cái màn này. Thì lúc đó nó mới có sự công bằng. Công bằng mọi thứ, công bằng tiếng nói, công bằng bầu cử, công bằng sự chọn lựa đời sống của mình. Chứ không phải như bịt tai, bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng, rồi bịt YouTube, bịt Facebook là không có phải vậy. Còn Trump á, là ổng là tướng trời ở trên thượng đế và chư Phật sai ổng xuống để mà tát sạch cái đầm lầy. Nếu hôm nay không có làm khó ổng thì làm sao cái đầm lầy ổng tát sạch được. Quý vị đừng có lo, chờ xem. Chuyện nhỏ như con thỏ. Như người hỏi ông Trump ở tương lai, bữa nay mình nói mình đi đề tài đói mà lại hỏi lạc đề tài nữa. Ok cũng được, không sao, cái này chỉ mới thử ngày đầu đề tài thôi. Có thể lúc đầu vô cái clip á là mình theo cái đề tài, thì sau đó đó là mình chung dung hòa đồng. Tại vì cái cơ hội mà người ta gọi vô ở Việt Nam á, người ta muốn nói chuyện với Kiệt để mà nhận cái điển âm thanh trên điện thoại trực tiếp á, cũng hơi khó đó. Nhận điện thoại giùm cho ta. Mọi người khắp mọi nơi. Nhưng mà giờ Kiệt núp lùm cho nên mới ngồi lại đây nè, mới live stream chỗ này.
chứ nếu không đi ra cái khu Việt Mi Thao á thì nó đông người, có nhiều người ngồi trước mặt, còn đây có một mình à, mình với cái microphone thôi, không có ai hết. Quý vị thích kiểu mình này ha, thích cái kiểu ngồi Việt Mi Thao. Hello, Thiên Kim Dung. Dạ, con xin chào sư phụ. Chào Thiên Kim Dung. Dạ, con tên là Thiên Thị Kim Dung. Thiên Thị Kim Dung. Dạ, con đang ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghe giọng nói là thanh thoát và thấy biết dân Sài Gòn rồi. Không quá, con quê gốc ở Long An, sư phụ ơi. Long An. Dạ. Con quê y là dạ, con có cái... thì cái đó sư phụ là người trong đó, hồi lúc bữa họ mấy vị trên trời kêu á, là sư phụ là người số 2, còn số 1 á, là ai sư phụ không có chắc chắn, nhưng mà sư phụ đoán thôi, có thể là Đức Thầy. Tại sau này ngài xuất hiện, ngài mới lật hết 4 con bài úp của mình lên thì ngài mới nói cái chuyện gì là chuyện đó, còn sư phụ chỉ là người truyền tin trong lúc này. À, trên cái màn hình là người truyền tin để mà đưa cái đạo ra trước, và đồng thời cho mấy nghìn người mà nhảy dù xuống làm việc cho Thượng Đế bây giờ, tức là chư Thiên, chư Phật, chư Thánh, à, họ đang mang thân phàm ở bên nước Việt rất là đông, để mà chờ sau khi Đại Tam Thế Chiến xảy ra đó, nước Việt sẽ thay triều đổi ngôi á, thì Đức Thầy xuất hiện á, sư phụ về Việt Nam á, sẽ lập hội Long Hoa phong thần mới, mà cái đó trong danh từ của Sấm Cơ, còn ở ngoài đời mình có gọi là hội Việt Kiều, hội Anh Tài gì đi, với ông về giúp nước đại khái gì đó, thì nó là loại hội, là hội Long Hoa. Mong không, tại vì Đức Thầy nói là khi nào khắp thế giới bây giờ ông thấy từ Iran với Do Thái, từ Bắc Hàn mấy ngày nó bắn quá trời, B-52 giờ đầy bầu trời ở vùng Bắc với Nam Hàn, cho nên chiến tranh nó sẽ xảy ra rất là ngắn, trong một cái thời bất kỳ lúc nào kể từ ngay cái thời điểm này. Còn Việt Nam mình á, nó đi chung số phận của những cái ác, trong tương lai sẽ không còn cái ác trên thế gian này nữa, thì dân mới còn no áo ấm chứ. Mừng quá hả? Rồi. Sư phụ cũng như là lo âm tự, đường đi chưa tới nên giữa đường kẻ nhạo người khinh, thôi thôi ta để mặc tình, dù ai chế nhạo chuyện mình lo. Thì bây giờ có nhiều người không có tin sư phụ, nhưng mà bây giờ nó thiệt vậy là như vậy thôi. À, vàng thì là vàng, than thì là than nè. Người có nhiều người không có tin là cơ trời hay là sư phụ khó lắm, mấy người có tiền họ khó ngộ lắm. Dạ. Ok rồi, có gì về nói riêng nói chuyện con nghe, bữa khác nói chuyện tiếp. Dạ, dạ, con vẽ cho con đi. Rồi vẽ đây, rồi vẽ rồi nè. Dạ. Tôi tin tấn nha, nhớ giữ vững lòng tin nha. Rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ nhiều. Rồi nhớ giữ giới số 12, đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày á. Dạ, dạ, con cũng cố gắng đó sư phụ. Con có biết 12 giới luật của Thiên Tâm đúng không? Dạ biết. Nên đó là cái số 12 á. Con có biết, con ghi rồi chứ con đang cố gắng học, tại vì con cũng đang bận biểu, nhưng con chỉ nhớ 2 giới luật từ đầu với giới luật số 12. Như là đủ xài rồi, như là đủ về trời rồi. Sư phụ hay dạy đó, sư phụ dạy từng nào con cũng coi đi sư phụ hết mà. Số 12 là đọc kinh ngồi thiền là được rồi. Dạ đó, nhưng mà con cũng đọc kinh và con không được tinh tấn lắm, có nghĩa là con chưa có sự thường xuyên á, nhưng mà ngồi thiền thì con cũng có ngồi, nói chung là con đang tu rất là nhiều, cố gắng. Giỏi á. Rồi ok, sư phụ nói chuyện con sau nha. Chào. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Chào sư phụ. Châu Kim hỏi lần này có chiến tranh Trung Cộng và Việt Cộng không chú? Có chứ,
nó muốn cắt đôi nước Việt. Thí dụ nó đánh Đài Loan không khăn, nó quay mũi súng vô nước Việt thì ai theo nó là theo, miền Nam theo Mỹ thì theo, nó tính hết. Nhưng mà nó tính đâu bằng ở trên tính đâu, trên tính đâu có để cho nước Việt thêm đau khổ nữa. Việt phải thống nhất, cho nên chớ nóng nảy sân si hư Việt, phải để chờ cái thằng gì đó, nó hồi quy. Thiên Bích Trầm nữa. Hello Thiên Bích Trầm, không khỏe không? Dạ, số phụ. Không khỏe. Dạ, số phụ con mình đúng rồi. Con gọi sao khóc? Trời ơi, dạ, cô tiên mẹ. Con cũng lo nữa sư phụ ơi. Lo gì? Dạ, mấy miền Tây giờ nước mặn nhiều lắm. Rồi đó thì con biết là mất mùa. Rồi bây giờ nạn đói thì có đó, nhưng mà con sợ như người ta lâm dần cái hoạn nạn, rồi cái người tâm người ta sẽ loạn á, sư phụ, người ta sẽ hung hăng hơn thêm á, sư phụ. Thì sáng hồi mới vô đề tài của bữa nay, sư phụ có giải thích khi mà đói người ta ăn thịt lẫn nhau nữa đó, chỉ trong 3 ngày thôi chứ không có phải như là cần 3 tháng. Thì con cũng phải chuẩn bị, cho nên cả 4 năm nay sư phụ lên mạng đưa quyển kinh ra và kêu ta ăn hiền ở lành, ngồi thiền để mà qua việc cái nạn này. Người nào không có phước không tin sư phụ thì người đó bị lọt sổ hết à. Còn người nào mà tin được cứu rồi. Dạ, nhưng mà con chỉ lo nhiều người thân ở trong nhà, nói chung là không ai hiểu hết. Con chỉ sợ một ngày thì mở mắt ra mọi chuyện nó không có diễn biến lại như bình thường, cái bắt đầu lúc đó người ta không có còn kịp quay đầu nữa. Hết kịp, Đức Thầy xuất hiện là hết kịp rồi con. Khi mà chiến tranh xảy ra đó, người Đức Thầy sẽ xuất hiện, sư phụ sẽ về Việt Nam, là mọi chuyện những người đó không còn cơ hội nữa. Tại vì Phật trời đều tính theo cái tâm của mình mà, ai làm gì biết. Sư phụ ra 4 năm nay là để sau này mọi người không có ai khiển trách là Đức Thầy hay là hội đồng chư Phật không có từ bi mà không có nói trước. Thì sư phụ từ bi, sư phụ nói trước. Con hiểu được cha mẹ, hiểu được chư Phật, cái hiểu được sư phụ. Con chỉ mong họ đừng có hung hăng tới cái thời điểm cùng cực, rồi họ đừng có hung hăng mà để đi ức hiếp những người xung quanh, tội cho những người khác. Nước Việt mà khi mà loạn lạc chiến tranh mà những cái đường tàu máy bay không có vô nước Việt trong vòng một tháng hai tháng thôi, không còn nguyên liệu, không còn xăng nhớt, thì là những cái đảng cướp nó sẽ nổi lên rộ khắp tất cả mọi tỉnh thành. Nó có đó. Nguy hiểm lắm. Cho nên gắng tu. Con sẽ bị gặp nạn nữa. Nhưng mà có trời Phật đi song song trong nước Việt. Nước Việt có quỷ đầu thai cũng có nha. Có tiên thánh thần. Có sư phụ đầu thai nữa. Là con có cha mẹ trong 12 người. Có Đức Thầy là Đức Quỳnh Phú Sổ, tức là cũng là một vị Phật, cũng đầu thai vô nước Việt nữa. Cho nên đừng có lo. Ban đêm sư phụ chiếc thân đi về bản được mà. Dạ. Thôi cảm ơn chư Phật nhiều. Sư phụ dễ chán cho con đi sư phụ. Sư phụ đang dễ chán con, là con nhớ như tinh tấn nha. Rồi gắng độ những người trong gia đình cho họ hiểu. Rồi ok. Rồi chào, chào con nha. Rồi. Dạ. Rồi chào con. Dạ, con nhận xin mời. Chào con. Nguyên đình đệ tử ở xa.
Nhiều người gọi quá không bắt điện thoại hay là đọc comment ra, comment cũng nhiều. Người điện thoại gieo cũng quá trời, 2-3 cái. Quang Bồi hỏi chú ơi, PA Network có thay thế tiền đô la không chú? Không, tiền đô là tiền đô, mấy cái tiền ảo đó không có hiệu lực. Đừng có chơi tiền Bitcoin, tiền ảo, sẽ bị gạt. Nguyễn Thiện Nhân nói mấy bạn con học chính trị mà ở Việt Nam thì là chính trị Mác Lê, học lên thạc sĩ tiến sĩ Mác Lê rồi sau này phải sao? Thì giờ đi kiếm Mác Lê luôn, mày học về học theo Mác Lê thì đi tìm Mác Lê chứ mình đâu có nhất tự nhất sư mà, thì mình cứ theo nó luôn, theo Mác Lê luôn. Trong đời mình là nhất tự nhất sư, khi mình học Mác Lê mình cứ đi theo Mác Lê ha. Bây giờ sao vậy? Con ở Mỹ phải dạy chữ không sư phụ? Có. Khi mà chiến tranh toàn cầu sắp xảy ra thì ở đâu cũng phải cần dạy chữ lương thực. Ở Việt Nam là cần nhất. Còn ở Mỹ mình thì cũng không đến nổi. Này mình nói chuyện thêm 5-10 phút nữa mình ngưng nha quý vị, để kỳ sau mình có đề tài khác. Rồi đi làm cả ngày bữa nay rồi cái chiều cũng bận, rồi cái gán chạy về lỡ hẹn 6 giờ nên chưa có đủ xăng nhớt vậy, đang đói bụng. Thiên Cẩm Hồng, Thiên Tâm Cẩm Hồng, thương cái phụ kỳ quả ngại cực khổ nên con ít liên hệ cho phụ, con sợ cho phụ mệt, mong sau này có duyên gặp trực tiếp ở An Giang về Việt Nam ở dưới Đà Phật. Bây giờ con gặp sư phụ nè, Cẩm Hồng. Gọi đi, sư phụ bắt cho con gọi bằng FaceTime. FaceTime nó có hai số. Số ở bên một cái trang Facebook là Thiên Tâm á thì cũng có được. Rồi ở bên trang Facebook của sư phụ á, Ngô Tấn Kiệt á, cũng ok. Hồi cho hỏi sau này Việt Nam xài tiền gì? Cái này hiện giờ bữa hôm hồi nói là tiền sẽ thành tiền giấy đúng không? Tiền giấy mà trong tiên tri mấy vị nói có nghĩa là tiền mất giá trị và đồng thời nhà băng không còn uy tín thì nó sẽ đưa đến cái nạn là những cái nhà băng sẽ phá sản đó. Thì có nghĩa là mình để tiền trong đó không còn tờ, nó chỉ đưa tờ giấy xin lỗi thôi à, xong thì tiền thành tiền giấy. Còn sau này Việt Nam thành tiền gì, xài tiền gì hả? Thì để mình sau này mình coi.
anh nào đẹp trai á mình anh thưởng hay là bắt chậm vậy, đẹp trai là in tiền của bác. Con gọi Cẩm Hồng, con gọi là 408 mà con gọi là cộng 1 nha. Ở Việt Nam mà nếu con gọi bằng Zalo á là cộng 1 408 833 5399. Đó là số trên mạng anh nè. À, đây nè. Nhưng mà Việt Nam gọi là phải cộng 1. Có cái số cộng nữa. Lo Hà. Trời ơi, sư phụ nghe con rồi. Hà, khỏe không? Dạ, Hà. Dạ, con cảm ơn sư phụ. À. Sư phụ ơi, cho phép con gọi sư phụ là sư phụ nha sư phụ. Mặc rồi. Dù là sư phụ chưa có nhận con làm sư tử. Thiên Hà. Trời ơi, sư phụ nghe con rồi. Sao? Dạ, con cảm ơn sư phụ. Con ở đâu vậy? Con ở tỉnh nào? Dạ, con ở San Bernardino. À đúng rồi, dạ. Con cảm ơn sư phụ cho con nghe điện thoại của con rồi. Nhiều người quá thì ấy thì bắt vậy thôi. Dạ. Hay chồng ha. Dạ đây là chồng của con, tại chồng con bị tai biến được cũng chích. Tai biến hả? Kêu ngồi thiền từ từ, tai biến nặng không? Hello. Ok, Hà nó hai chồng cứ theo bộ nhận làm đệ tử đó. Thì cứ lấy cuốn kinh này, ngồi thiền đi, từ từ bao nhiêu chuyện nạn tai thì cũng sẽ từ từ qua. Hello. À, đi đà Phật, con kính chào sư phụ à. Chào. Dạ. Sư phụ có phải không? Ồ, khỏe, mới đang ngồi đây nói chuyện livestream nè. Dạ, con mới vừa xong việc làm rồi con đang công tác sư phụ. Thì con có quy y với cha với mẹ năm 2021 mà con chưa được dịp đến để mà lễ cha mẹ bên núi. Tại con ở nộp online nào hôm rồi con có gọi trên rồi nói tiếp đi. Đông người gọi vô á thì lúc nào cái đường dây nó cũng rất là đông cho nên nó cắn qua cắn lại gì rồi vô nhận này dễ lên chán nè. Rồi rồi có rồi rồi. Con cứ đem nó vô bàn thờ kêu nó ngồi thiền đọc kinh từ từ hết à. Từ từ nó bớt quá, xả nghiệp. Thì chỉ có đọc kinh nó làm cho mình sáng sáng tâm, sáng trí ra thôi. Chứ cho hữu
cũng cái núi Thiên Long Sơn lúc nào cũng mở cửa, con qua thì con cứ lên, có người mở cửa cho lên, còn gặp sư phụ hay không thì có tùy duyên, nghe sư phụ có hứa. Còn cái núi thì ai qua thì cũng đều lên được hết á, nhưng mà gặp sư phụ hay không là chuyện tùy theo bữa. Tại sư phụ cũng có nhiều chuyện khác phải lo á, không phải lúc nào cũng ở trên núi. Thanh thầy nói sư phụ mà quá nghĩ ngay lắm mai lời. Ok rồi, sư phụ chào con nghe, khi nào con qua thì có duyên gặp sư phụ và chào con. Mai lai nữa hả con? Thiên Thanh Thảo hay lỡ liền bữa luôn đi, thêm chút nữa rồi cái mai khỏi. Tại vì chủ yếu bữa nay sư phụ muốn đọc lại cái lịch sử về nạn đói Việt Nam, và đồng thời nó đi nó cover hết, nó tổng kết hết, để cho những người ở bên Việt Nam đâu phải ai cũng hiểu tại sao có người hải ngoại, tại sao có đói, để cho họ có cái sự hiểu biết rõ hơn. Đó là lịch sử mà bà hầu như sư phụ bảo mấy đứa nhỏ bên Việt Nam 65% tụi nó không có hiểu, nên sư phụ đọc làm cái clip này về đói là vậy. Ok rồi, xin chào quý vị nha, với Đà Phật, hẹn lại dịp khác. Hẹn lại dịp khác. Ok vậy. Ca thì dở nhưng mà có một bản nhạc để mà kết thúc. Tạm biệt. Bản gì ta? Tặng dấu gì bản gì đây? Việt Nam hát này cũng được nè. Giờ này sư phụ hát hay lắm rồi. Trời ơi, sư phụ đâu hát hay. Rồi chỉ gửi lên cái ý thôi, thì lúc mượn bản nhạc thôi. Sư phụ đâu có phải có ai dạy ca gì đâu. Nhìn chữ đọc thôi mà. Muốn tên thiên nhiều ở An Giang. Rồi sư phụ nhận hết. Tất cả những người trên comment á, là mấy vị cũng đang đứng đây nè, mấy vị đang đứng gần đây nè, mấy vị nhìn vô mấy vị biết hết.
Nãy cái đầu cái clip á, xin mọi người tô phở. Lương hối đòi người.
mẹ về nón lá nghiêng che, quê hương là đêm trắng tỏ, hoa cau trắng hoài thế. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lỡ nói bằng người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lỡ nói. Rồi, xin tạm biệt quý vị. Ok, xin chào nha.